Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là điều tốt lành nào đang đến, điều tốt lành nào đang được đưa vào cuộc sống của bạn. Và đây là một trải bài chung, các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Với cái trải bài ngày hôm nay thì mình đã có chuẩn bị sẵn 4 tụ bài ở đây. Nó cũng là 4 bông hoa thôi, mình khá là thích hoa cỏ. Và các bạn có thể chọn theo trực giác mách bảo của mình nha. Rồi, trải bài chung nên là các bạn nhớ đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc ha. Tụ 1, tụ 2, tụ 3, tụ 4. Ở đây mình chỉ biết là đây là hoa sao nhái và đây là hoa giấy, tụ 4 thôi. Còn tụ 2 và tụ 3 này thì mình không biết là hoa gì hết. Ok, 1, 2, 3, 4. Chọn theo trực giác mách bảo của mình. Bạn cũng có thể nghe 2 tụ nếu như mà bị thu hút bởi cả 2 nha. Và với cái trải bài này á, nó chỉ là trải bài chung, mình vẫn phải nhắc lại là lắng nghe, cởi mở, có chọn lọc ha. Bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nhé. Ok, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1 luôn, là tụ hoa sao nhái này ha. Mình sẽ để những cái tụ này qua đây. Ok, tụ số 1 nha. Nó hơi còi đấy. Tại vì dì mình trồng nhưng mà dì mình phải đi làm liên tục, thế là nó không được chăm ấy. Nó cứ để sống tự nhiên vậy, không chăm bón gì nên là nó không có được tươi tốt lắm. Ok, mình sẽ để đây nhá. Tụ số 1 sẽ để gần các bạn hơn này. Tụ số 1, có điều tốt lành nào đang được đưa tới cho cuộc sống của các bạn? Hôm trước thì mình nói rằng mình sẽ mua một bộ bài đúng không? Vậy là mình đã đặt rồi và các bạn hãy chờ đón bộ bài mới của mình nha. Nó đang về, nó đang được ship tới. Ok. Mình vừa trải bài ấy, mình vừa phải coi cái video tải lên trên máy tính cho các bạn, một cái chủ đề cho các bạn. Ok. Có những cái điều tốt lành nào đang đến với các bạn tụ 1 này? Có những điều tốt lành nào đang đến với các bạn tụ 1 này? Các bạn đang có một soulmate đang đến ha. Một người bạn tri kỷ có liên quan đến tình cảm tình yêu đôi lứa nha. Tình yêu đang đến. Tụ này một người rất là trưởng thành, chính chắn. Họ rất là vững chắc. Dù bạn xem trải bài này bạn là nam hay nữ ấy, thì cái người mà sẽ đến với bạn này này, họ đều đã có một cái hành trình để mà phát triển bản thân, để có thể mạnh mẽ hơn. Và dẫu là các bạn nam á, các bạn cũng sẽ dựa được vào cái đối tượng nữ đó, người sẽ đến đó. Bởi vì cái người đến đây này, mình thấy họ rất là mạnh mẽ và họ có một cái sức bền, một cái sự chịu đựng, một cái sự nỗ lực rất là mạnh mẽ. Và bản thân bạn ấy, có đôi khi bạn mệt mỏi, bạn yếu đuối, thì cái người này hoàn toàn có thể thấu hiểu, chia sẻ và là chỗ dựa cho bạn được. Đây là một người mà mình thấy là có cái thân hình vừa đẹp nha. Là nam giới á, thì mình thấy họ có bờ vai rộng, rất là vững chắc, rất là nhìn khỏe khoắn, khỏe mạnh ha. Còn nữ giới thì nhìn rất là tình cảm, dịu dàng, thân hình cũng rất là đẹp, có chiều cao cũng vừa tốt luôn. Các bạn sẽ đi từ tình bạn lên tình yêu. Vậy nên cái người mới này đến ấy, một số bạn, một nửa nhá, một nửa bạn xem trải bài này, thì cái người này không phải là một người mới hoàn toàn đâu, nó chỉ là tình yêu mới thôi. Còn thực ra ấy, họ là một người bạn của bạn rồi. Và cái mối quan hệ này trong thời gian tới này sẽ phát triển theo chiều hướng tình yêu, sẽ có nhiều kỷ niệm, khoảnh khắc lãng mạn, sẽ đi chơi nhiều cùng nhau. Các bạn sẽ có cái gì đó mà nó là cái sự khép lại cho nhau ha. Các bạn đã trải qua cái hành trình rất là thăng trầm vất vả, có nhiều tổn thương với chuyện cũ, thì với người này á, mọi thứ sẽ tròn đầy, mọi thứ đẹp lắm, sáng rực rỡ. Và nó, mình thấy là hình ảnh của những honeymoon, hình ảnh của đám cưới wedding, nên là có thể là bạn sẽ có kết hôn với người này luôn. Đây có thể là vợ chồng tương lai của bạn luôn. Lâu rồi mình không có làm lại cái chủ đề về hôn nhân, nhưng mà các bạn à, là ring này,
là những cái thông điệp mà mình cảm nhận được ấy, nó hoàn toàn đúng và hoàn toàn chính xác nha. Nó đang theo một cái chiều mạch mà đúng như những gì mà mình cảm nhận được. Nó là cái sự hạnh phúc trọn vẹn sau bao nhiêu vấp ngã thăng trầm. Mình thấy rằng là các bạn sẽ dễ dàng tin tưởng nhau, và có thể là các bạn sẽ kết hôn khá là nhanh đấy. Tại vì các bạn đã biết nhau lâu rồi, và các bạn đã theo dõi nhau, đã nhìn thấy nhau lâu rồi. Và những gì là con người của nhau á, con người thực á, không phải bị hoa mỹ lên bởi bởi cái ánh mắt của tình yêu ấy, thì các bạn đã nhìn rõ ra nhau rồi. Vậy nên là trong thời gian tới này, tất cả những cái điều tốt đẹp này, tất cả những cái sự hạnh phúc này, các bạn sẽ cùng nhau xây đắp, cùng nhau mở ra một cái chương mới. Người này mình thấy là cùng tuổi, hoặc là họ là bạn thân của bạn, họ chơi chơi cũng thân với bạn, kiểu rất là hiểu nhau ấy nha. Rồi, cùng cùng tuổi ha. Nhưng mà họ trưởng thành chín chắn, bạn cũng vậy nha. Bạn sẽ có nhận được tin nhắn từ họ, có một cái thông báo gì đó từ phía họ. Họ có thể sẽ dụ bạn đi chơi này, họ sẽ chủ động liên lạc kết nối với bạn. Bởi vì mình thấy dường như đây là cái thời điểm đúng để mà họ chọn hành động về phía bạn rồi. Và mình thấy ở đây á, đó là thực ra người này á, trong cái khoảnh khắc mà cả hai vẫn còn là bạn với nhau ấy, thì họ đã cảm thấy rằng bạn phù hợp với một cái hình ảnh, đó là đối tượng phù hợp cho cái vị trí người cùng họ xây đắp gia đình, người vợ người chồng của họ. Nhưng mà khi mà hai người là bạn bè á, thì đó chỉ là nhìn là cái người bạn này có cái nét tính cách này phù hợp với mình thôi, chứ họ chưa có tình cảm với bạn. Thì trong thời gian tới này, tình cảm nó sẽ được từ từ nảy sinh, và các bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tình cảm này hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ nhận được một cái thông báo nào đó nha, có thể là mail, hay là thông báo từ trường học này, hay là từ công ty, hay là bất kỳ cái điều gì đó mà nó có thể sẽ diễn tiến liên quan đến thư từ, tin nhắn, mail, các món hàng ship. Thì các bạn nên cẩn thận, nên chú ý một tí nha. Tại vì mình thấy là có thể bạn sẽ dễ bỏ qua những cái thư từ, tin nhắn, thông tin quan trọng. Ok. Bạn với người bạn á, tình yêu mới tới này á, sẽ là kết hôn nha. Có hình ảnh của là house ở đây nữa. Thì mình thấy rằng thực sự sẽ là kết hôn đấy. Rồi, chắc chắn luôn rồi. Rồi, các bạn ấy sẽ có những cái vấn đề nó liên quan đến nội bộ. Mình thấy cái hình ảnh liên quan đến tiền bạc, tiền mặt đấy nhé, không phải là trên cái thanh toán điện tử đâu. Cho nên là hãy chú ý tới việc là ví dụ đồng nghiệp trả tiền bạn, thì hãy nhìn kỹ nhé, xem là lỡ như là lộn hay sao đó đấy, cũng sẽ nảy sinh rất là nhiều vấn đề này, hay là những cái vấn đề liên quan đến giấy tờ trong công việc, bạn cũng nên chú ý. Có thể sếp sẽ giao những cái giấy tờ và bạn đọc qua đi ấy, bạn sẽ làm sai ý sếp. Đó thì nó sẽ dẫn tới những cái ảnh hưởng tới công việc. Những cái điều tốt lành đến với bạn ở đây mình thấy nổi trội nhất vẫn là tình yêu. Và tiếp theo đó, nhỏ nhỏ nó sẽ là một cái thư từ quan trọng và bạn cần chú ý thì nó mới nắm bắt được. Ok. Bạn đã qua rất là nhiều nỗi đau này. Bạn đã trưởng thành qua rất là nhiều nỗi đau, và mình thấy là bạn mang trong mình hai cái nguồn năng lượng ấy, nó hơi trái dấu. Đó là bạn vừa muốn yêu, bạn vừa sẵn sàng để cho tình yêu mới cơ hội. Bạn sẵn sàng để có thể chạy vào một cái cuộc tình mới, đam mê cùng nó, phát triển cùng nó, trải nghiệm cùng nó và lớn lên cùng nó, trưởng thành cùng nó. Xong, bạn cũng có cái sự sợ, bởi vì bạn đã có rất là nhiều cái sự mất mát ở đây. Và trước đây ấy, các bạn không có tới với nhau ấy, là một phần các bạn cũng sợ là các bạn sẽ mất cái mối quan hệ này. Thà là cứ im đi, mình vẫn sẽ có họ trong cuộc sống của mình, còn hơn là nếu như mà yêu rồi chia tay ấy, mình vừa mất tình bạn mà mình cũng mất luôn người này. Một cái mối quan hệ bạn muốn nó đẹp nhưng mà bạn không dám tiến tới để với lấy nó. Có lúc bạn cũng rất là hăng máu, bạn cũng rất là muốn nắm bắt chủ động một tí, nhưng mà rồi thì lại thụt lại, bởi vì có những cái sự ái ngại, e ngại. Và trong thời gian tới này, các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để các bạn có những cái hành động thực tế ngoài đời thực với nhau. Nó sẽ kiểu trải nghiệm cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nó sẽ kiểu ít nhắn tin. Mối quan hệ này thì mình thấy rằng các bạn sẽ có cái khoảnh khắc ban đầu khá là đam mê đấy, đam mê một cách cháy bỏng rực lửa luôn, nó lên nừng nực luôn á.
là có những cái đam mê về mặt bên ngoài, đam mê về vật lý và tinh thần đều có với nhau. Mối quan hệ này á, nó là cái sự sắp đặt của số phận định mệnh, và trong thời gian tới này, bánh xe số phận sẽ quay, các bạn sẽ có được cái sự chiến thắng trong mối quan hệ này. Các bạn vẫn e dè nhiều lắm, và có lẽ là đây sẽ là crush của bạn. Một số bạn thì người này bạn đã thích họ lâu rồi ha. Mình cũng thấy ở đây này, các bạn có thực sự ấy, mình thấy các bạn có thể dễ tiến đến hôn nhân nhanh lắm, và các bạn phải kiềm lại á. Các bạn phải kiềm mình lại, bởi vì các bạn không muốn là mình kết hôn sớm như thế. Mình còn phải làm việc kiếm tiền, mình phải xây dựng một cái tương lai nào đó vững chắc hơn rồi hẵng tiến đến với nhau. Nhưng mà có cái gì đó nó rất là thôi thúc các bạn phải giữ lấy cái người này, phải nắm lấy cái người này, không là mình sẽ không bao giờ gặp được ai tốt như thế nữa đâu, phù hợp với mình như thế nữa đâu. Đấy, mình phải nhanh lên, mình có gì mình phải vội lên tí. Đấy, cho nên là mình thấy rằng cái việc mà tự đè nén cái chuyện kết hôn này xuống ấy thì nó khiến các bạn hơi khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đã cảm nhận được nhau, các bạn đã hiểu được nhau, nên là các bạn mới mong muốn cái điều này sớm. Xong xong thì một số bạn vẫn cũng không kết hôn sớm đâu. Có, mình cũng có thấy ở đây có bạn nào đấy, hay là kể cả hai luôn, một trong hai hay là cả hai luôn đấy, mình thấy là đều đam mê, rất là muốn phát triển bản thân trước, xây dựng một cái chỗ đứng vững chắc trước. Ở đây có người nổi tiếng nhá, có thể là họ nổi tiếng hoặc là bạn nổi tiếng, sẽ có cái gì đấy, có fan, có người biết tới, có nhiều cái sự chú ý tới này. Mình cũng thấy ở đây qua cái hình ảnh của hai gậy ấy, hai gậy này thì nó cho mình cái cảm giác rằng là thực ra mối quan hệ này đến vào cái lúc khá bình yên, bởi vì là cái hình ảnh tông cam ấy cho mình nhớ đến cái hình ảnh của hoàng hôn. Hoàng hôn luôn là một cái hình ảnh mà nó có ấn tượng với mình, bởi vì mình sinh vào buổi chiều mà, và mình cũng không thích ánh nắng của các buổi khác bằng buổi chiều. Và mình có nhiều hoạt động sống tích cực hơn vào cái buổi chiều tối, thì cái mối quan hệ này dường như là nó sẽ có những cái gì đó nó sinh động hơn, nó bớt ù lì, bớt ì ạch hơn vào cái giai đoạn tiếp theo này, bởi vì các bạn giống như là khép lại một cái chương cũ cùng nhau để chuẩn bị bước vào một cái chương mới. Và trước khi mà các bạn bước vào cái chương mới là một ngày mới, thì các bạn phải đi qua một cái đêm đông, đúng không? Thì có lẽ là các bạn sẽ có một cái hành trình cùng nhau trải nghiệm để tìm hiểu, thấu hiểu cho nhau đã, rồi sau đó các bạn mới chọn chọn để mà mình có thể là kết hôn cùng nhau, đến với nhau. Mình thấy mối quan hệ này dễ tiến đến hôn nhân, và các bạn rất là mong muốn tiến đến hôn nhân với nhau. Ở đây mình cũng đang có nhận được năng lượng của cung lửa và cung đất khá là nhiều, cho nên là sẽ có những cái sự trái ngược. Tại vì lửa với đất thì hai cái cung này năng lượng mình thấy các bạn đều khá khá có cái gì đó độc lập. Các bạn sẽ có đôi lúc hợp tác với nhau hay là hỗ trợ nhau thôi, chứ sẽ không có kiểu tham gia quá nhiều vào những cái công việc riêng hay là những cái chuyện riêng tư của đối phương. Đấy, và mình cũng thấy ở đây có cái năng lượng rằng là các bạn có cái gì đấy mà các bạn hay đi này, hay đi lại này, có thể là bạn và đối phương luôn hoặc là cả hai ha. Rồi, mình thấy là có cái năng lượng mà các bạn có cái gì đấy rất là dễ để mà hòa đồng, hòa nhịp, hay là mình dễ để mà mình có thể thích nghi với môi trường sống mới. Mình cũng thấy ở đây là cái người này á, tình cảm mới này đến với bạn á, nó dường như nó sẽ là cái năng lượng chính và nó bao phủ cái cuộc sống sắp tới này của bạn. Bởi vì cái năng lượng, mặc dù mình thấy bạn cũng có nhận được những cái thư từ thông báo, nhưng mà nó chỉ là nhỏ trong cuộc sống thôi, và nó không được nhắc đến nhiều. Năng lượng nó không có nhiều dòng chảy mạnh mẽ như cái câu chuyện tình cảm này. Và mình thấy là trước đây nha, về quá khứ ấy, thì chuyện tình cảm bạn hơi heo hút, nó hơi hưu quạnh, nhưng mà trong thời gian này nó sẽ có nhiều biến động đấy. Ngoài ra ấy, thì mình thấy là bạn cũng nên vẫn là cố gắng tập trung dùng mình nhé để làm việc, tại vì hai cái lá xu này gần nhau cho mình cảm giác rằng bạn vẫn phải nghĩ cho tương lai, đừng có chỉ biết yêu đương mà quên đi mình phải nỗ lực cho tương lai nữa. Mình vừa nỗ lực cho chuyện tình cảm mà mình vừa nỗ lực cho tương lai, thì cái mối quan hệ này mới mới có thành tựu được nha. Rồi, tình yêu này á, sẽ từ từ phát triển nha. Các bạn ấy sẽ hơi lưỡng lự, hơi do dự một tí, và mình cũng thấy ở đây là sẽ có cái gì đó mà ban đầu á, các bạn sợ mình bị lún lẫn về tình yêu á.
Các bạn sợ rằng mình vội vàng quá, thế là mọi thứ nó sẽ không có tốt lành, nó sẽ độc hại về sau này. Nhưng rồi á, cái đam mê giữa các bạn với nhau á, nó bùng cháy rất là mạnh mẽ luôn. Cái chemistry á, cái chất xúc tác hóa học, cái sự xúc tác hóa học trong bạn chứ, nó lên bừng bừng luôn đấy. Và sớm thôi mối quan hệ này các bạn sẽ có những cái kết nối nó thân thiết hơn, nó gắn kết hơn ha. Nhưng mà mình thấy là ở đây các bạn đều đã trưởng thành này, đều có năng lượng của King Queen, cho nên là một cái gì đó mình cảm thấy rất là tin tưởng. Các bạn sẽ không không phải là vội mà sẽ dễ ngã đâu, bởi vì các bạn ít nhất cũng đã có những cái sự trưởng thành, cũng đã có những cái trải nghiệm, cũng đã biết đau, cũng đã biết khổ, cũng đã biết từng yêu là như thế nào đó. Thì chính vì cái năng lượng nó đã có một bài học trước đó và những bài học trước đó, cho nên là mình thấy mặc dù nó rất là thần tốc nhưng mà nó cũng chiến thắng nha, cũng có cơ hội để mà mình tiến lên ha, phát triển. Rồi ở đây mối quan hệ này á, mình thấy là nó giống như là nó sẽ bừng sáng rực rỡ, tự nhiên nó có một cái sự thay đổi bước ngoặt. Có thể là crush cũ của bạn 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 tính uncrush rồi, nhưng cuối cùng mọi thứ nó lại có cái sự thay đổi một cách bất ngờ luôn ha. Tụi này trong thời gian tới này, nếu mà một trong hai bạn ha có làm việc kinh doanh thì khá là phát triển đấy. Ở đây mình thấy cái người mang tính nữ sẽ là người có thể là có cái gì đó mà có chiến lược về kinh doanh, thì nó sẽ có cái sự phát triển. Tuy nhiên rằng bạn sẽ phải chi một số tiền nào đó. Còn về cái người nam á, về người nam thì mình thấy rằng là thực ra cái người này sẽ có cái gì đấy mà làm việc vận động khá là nhiều đấy, nhưng mà công việc cũng sẽ từ từ phát triển ha, sẽ từ từ đi lên. Còn người nữ sẽ có cái xu hướng là đã vững rồi và sẽ phát triển thêm. Người nam thì cũng thế, nhưng mà người nam có vẻ như là xuất phát sau và có những cái thành tựu sau hơn cái người nữ ha. Rồi về cung hoàng đạo nhé, thì mình thấy người này là họ thuộc cung lửa hoặc là cung đất ha. Ở đây mình thấy có năng lượng của bạch dương, sư tử, nhân mã luôn, có đủ ba cung lửa luôn nhá. Rồi là cung market này, rồi để xem, cung sự nữ, market sự nữ. Rồi mình thấy người này có làn da ngăm, có cái gì đó rất là khỏe khoắn nhá. Kể cả là nữ ấy thì da cũng không trắng lắm đâu, không sáng lắm đâu, mà các bạn có vẻ như là ra đường cũng chẳng thèm đội mũ nón gì ấy. Mình thấy là liên tục có những cái hình ảnh rằng các bạn phơi nắng, phơi đầu trần ra nắng ha. Các bạn có cái gì đó mà mình thấy ở đây á là sẽ có cái gì đó mà không có chú trọng ăn mặc lắm đâu, mà các bạn ăn mặc sẽ rất là thoải mái tự do ha. Rồi vậy thì khi nào bạn sẽ gặp người này, người này sẽ xuất hiện trong cuộc đời của bạn đúng không? Món quà về tình yêu này sẽ khi nào xuất hiện trong cuộc đời của bạn? 7 ngày nữa tính từ thời điểm hiện tại nha. Rồi là sẽ có một cái gì đó mà nó là cái sự chuẩn bị sang chương ấy, tức là bạn sẽ cảm thấy là mình chuẩn bị sang chương, bạn sẽ không cần phải chờ đợi nữa đâu nhá, là sẽ nhanh thôi. Sẽ không phải đợi vài năm nữa tình yêu của cuộc đời mình mới xuất hiện đâu. Rồi sẽ có cái năng lượng mạnh hơn vào khoảng tháng tháng mấy nhỉ? Tháng 4, tháng 5. Tháng 4, tháng 5 ha, là cái giai đoạn khá là mạnh để cái mối quan hệ này phát triển này. Rồi mấy ngày nữa thôi. Trong 3 tháng. 3 tháng quay đầu nha. Rồi. Ok, 3 tháng quay đầu à. Mình cũng thấy là cái người này á thì họ khá là dễ thương đấy. Bạn với họ có nhiều cái mối quan hệ mới, tuy nhiên là nó chỉ nổi lên nhiều về cái mặt năng lượng là tình yêu nồng cháy của cả hai đó. Cho nên là mình vẫn vẫn phải nói với bạn rằng bạn nên lý trí để mà có thể là phân định rõ ràng xem cái đối tượng này á có phải là một cái đối tượng phù hợp với bạn không. Đừng vì cảm xúc tình yêu mà mình sẽ bỏ qua cái giai đoạn để mà mình check lại, kiểm tra lại và xem xét đánh giá xem là đối tượng này có phải là đối tượng phù hợp không nha. Rồi mình sẽ rút thêm thông điệp tình yêu cho bạn. Mình thấy tình yêu này nồng cháy, vui, và mình hơi 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 bất ngờ bởi vì là nó đến nhanh quá. Ok, ở đây có engagement này, cái sự cam kết này, cho nên là sẽ có đấy.
các bạn sẽ có thể nhận lợi được cái lời tỏ tình, lời cầu hôn, hay là ai biết đâu, yêu nhau xong cái kết hôn cũng sớm, cam kết cũng sớm. Nhưng mà các bạn sẽ có bài học về cái sự phụ thuộc ha. Các bạn không nên dính vào cái này, bởi vì mình thấy là quá khứ các bạn đã dính rồi. Không nên phụ thuộc vào người yêu của mình, không nên phụ thuộc vào đối phương. Hãy liên tục nỗ lực cho cái cuộc sống cá nhân của bạn. Chỉ cần tập trung vào cái chuyện của bạn thôi. Còn chuyện của ông trời và chuyện của người ta ấy, thì bạn không nên quan tâm nhiều. Và không nên phán đoán trước, hay là mình đón đầu trước, thì như thế mình sẽ chỉ khổ mệt hơn. Và cái chuyện tình cảm của mình nó cũng không có thuận lợi theo luôn á. Bạn là một thực thể xứng đáng để có được tình yêu mà, đúng không? Hãy để cho vũ trụ dẫn lối, hãy để cho mọi người mai mối, hãy để cho những cái năng lượng xung quanh đẩy đưa bạn đi. Sẽ có nhiều người, mình thấy nhiều người nhá, sẽ mong rồi đấy, mong là bạn có người yêu, mong là bạn sẽ kết hôn, hay là bạn cũng đã đến cái tuổi để kết hôn rồi, thì cũng có nhiều người mong rằng bạn sẽ được ổn định kiểu vậy. Nhưng mà mình thấy là họ cũng là những có ý tốt, nhưng cũng sẽ có những cái lời bàn ra tán vào ha, rồi đánh giá cái ngoại hình đối phương của bạn, rồi nói, rồi hỏi về người kia này kia. Mặc dù có thể là các bạn mới có cái buổi hẹn đầu tiên thôi, chưa có tình cảm gì hết, chưa có cái gì phát triển hết, nhưng mà người ta đã nói rồi. Thì mình thấy là cũng không sao hết. Thực ra là mọi người chú ý tới mình, bởi vì mình đang có cái ánh sáng của hào quang. Bạn đang rất là rực rỡ thôi. Trong mắt mọi người thì bạn là một người rất là đáng tin cậy, cho nên là cũng sẽ có cái gì đó nhận được cái nhiều cái sự chú ý. Và bạn cũng có cái năng lượng nổi tiếng ấy. Tức là dẫu bạn không phải là một người nổi tiếng nhá, thì sẽ có cái gì đó bạn luôn sẽ trở thành trung tâm của mọi người ha, sẽ luôn được mọi người chú ý tới, sẽ luôn được mọi người nhìn tới, sẽ có cái gì đấy bạn luôn có cái gì đó khác biệt, tỏa sáng rực rỡ nha. Tụi này á, cười nhiều lên nhá, cười nhiều lên sẽ có nhiều vận may hơn về chuyện tình cảm của bạn và trong cuộc sống luôn. Ở đây mình cũng thấy rằng là sẽ luôn có một cái gì đó tín hiệu của tiền bạc nó bay dập dìu quanh cả mối quan hệ tình cảm sắp tới này của bạn. Nhưng mà có lẽ là vũ trụ đang nhắc bạn ấy, đó là có cái gì đó mình nên là cứ để mọi thứ trôi tự nhiên. Nhưng mình cũng nên quan tâm chút về vấn đề tiền bạc nha, làm việc ha. Đừng có đi chơi rồi tiêu tiền quá lớ ha, hay là chỉ vì một buổi hẹn mà mình đã tiêu tiền quá cái mức mình cho phép trong một tháng, thì như thế nó sẽ không nên nha. Hãy cứ là bản chất con người nguyên thủy của bạn thôi, con người thực của bạn thôi, và tất cả những cái vẻ đẹp hay là những cái sự được công nhận ấy, cho cái con người thật thà, tốt bụng và chính trực của bạn ấy, sẽ đến thời điểm nào đó bạn được công nhận. Mặc dù có thể thời điểm hiện tại hay là bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà nói rằng là có người công nhận, hay là có người nhìn tới, hay là mình sẽ được phát triển, mình sẽ được nổi tiếng. Nhưng mà hãy cứ là cái con người mà có đạo đức. Đạo đức luôn là một yếu tố quan trọng để mà mình có thể phát triển một cách lâu dài bền vững. Ok, mình mong rằng là trong thời gian tới này bạn sẽ có nhiều những cái khoảnh khắc vui vẻ đẹp đẽ nhá. Nhưng mà cũng đừng quên check mail gì nha. Ok, để xem nha. Mình vẫn muốn giúp thêm cho các bạn, bởi vì cái trả bài của các bạn quá là đẹp luôn. Tình yêu đến ha. Điều tốt đẹp đến với bạn rực rỡ nhất là tình yêu rồi. Còn bạn nào có gì nhở, có vợ chồng, có người yêu chứ, có người yêu rồi ấy, thì sẽ có thể là nhận được lời kết hôn, lời tỏ tình, lời cầu hôn chứ. Trời ơi, nói một hồi xong là đắm chìm vào cái sự ngọt ngào của các bạn quá, cho nên là không xác định được mình nói gì nữa rồi. Ok, hãy cho mình tin rằng là mình xứng đáng nhá, mình xứng đáng được có cơ hội tìm thấy cái khu đất riêng của mình, cái lãnh địa riêng của mình, cái vùng đất đó là dành cho mình. Hãy cứ tận hưởng tất cả những cái điều tốt đẹp sẽ được ban xuống cho cuộc sống của bạn. Mình thấy là bạn sẽ có nhận được cái số tiền gì đấy nhá. Tức là sẽ có một cái đoạn nào đó bạn sẽ thấy mọi thứ nó cứ bình trôi qua, nó không có gì phát triển, nó cứ lẹt đẹt. Nhưng là lại có một khúc bạn sẽ nhận được cái số tiền gì đó, món quà gì đấy, hay là những cái điều tốt đẹp liên tục ập tới ha. Và cái mối quan hệ tình cảm này cũng là một trong những cái điều tốt đẹp đó.
hãy cứ đón nhận nó. Và cái hành trình của bạn còn dài lắm. Người này xuất hiện không có nghĩa là hành trình của bạn đã kết thúc. Không có nghĩa là trong thời gian tới, cái hành trình bạn đi sẽ trải đầy hoa hồng, sẽ dài thảm đỏ cho bạn. Mà nó sẽ còn cũng có nhiều thử thách khó khăn chông gai. Và ở cuộc đời này á, nếu mà muốn tự do tự tại, tốt nhất chỉ có thể dựa vào bản thân. Đừng có dựa vào ai cả. Bởi vì bạn, khi mà bạn mạnh mẽ đứng trên đôi chân của bạn rồi, thì cái người đến bên cạnh bạn ấy, họ sẽ không bị áp lực. Và bản thân bạn ấy cũng sẽ dễ dàng, không có mong cầu nhiều vào đối phương, không mong cầu nhiều, sẽ không thất vọng nhiều. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ số 1. Cảm ơn tụ số 1 rất là nhiều. Và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nha. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người. Tụ số 2 nhá. Tụ số 2 là cái bông hoa này này. Cái cánh nó mỏng lắm đấy, nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Ok. Tại cái cánh cửa nó đóng mất tiêu rồi, cho nên là nó cũng hơi tối nhá. Mọi người thông cảm ha. Ok. Biết đâu khi mà mình xem xong là gió sẽ đẩy cái cánh cửa của các bạn ra một cách thật là diệu kỳ. Để xem nào, trong thời gian tới này, cái điều tốt đẹp gì, cái điều kỳ diệu gì nó đang sẽ được đưa vào trong cuộc sống của bạn, sẽ đang được gửi tới cho bạn nhé. Thông điệp cho tụ số 2 này, kết nối năng lượng với những bạn tròn tụ bà số 2. Những điều tốt đẹp gì sẽ được đưa đến trong cuộc sống của bạn trong thời gian tới này. Điều tốt đẹp gì, những điều phước lành nào đang được đưa tới cho bạn trong thời gian tới này. Kết nối với những bạn trong tụ bài số 2 nha. Điều tốt lành nào đang được đưa vào trong cuộc sống của bạn. Trời ơi, cái tay của mình sao ấy nhỉ. Bạn sẽ có những cái buổi nói chuyện, nhắn tin, giao tiếp, trò chuyện, gọi điện thoại, rồi là gặp gỡ trò chuyện với một đối tượng tình cảm nào đấy. Có thể là đối tượng hẹn hò, crush, người yêu, chồng, vợ gì đó, khá là díu dít, nói chuyện, tranh luận về một cái vấn đề gì đấy. Và mọi thứ có vẻ như là nó sẽ đạt được một cái thành công nào đó, một cái thành tựu nào đó, một cái sự phát triển tích cực đi lên nào đó ha. Nói chuyện để mà hiểu nhau hơn trong cái giai đoạn hẹn hò ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu nhau hơn. Tình cảm có vẻ như phát triển hơn và càng ngày càng đậm sâu. Còn nếu không á, thì nếu ví dụ nói chuyện với gia đình này, kiểu chồng vợ mình đấy, thì mối quan hệ của hai vợ chồng cũng sẽ tốt hơn, hiểu nhau hơn. Với lại là có thể sẽ thống nhất, đồng thuận để cùng làm một cái gì đấy. Và sẽ ra tiền, sẽ có phát triển về tài chính, công việc, rồi là xây dựng gia đình vững chắc hơn này. Hai vợ chồng thảo luận sẽ xây nhà hay là đồng lòng để cùng làm việc để xây nhà thì ok, sẽ có. Rồi còn nếu mà bạn chưa lập gia đình ấy, thì nếu mà nói chuyện với người yêu và nghĩ đến hôn nhân ấy, thì có xu hướng là những cái buổi nói chuyện, những cái cuộc nói chuyện đấy sẽ đẩy hai người đến cái việc là hai người sẽ về chung một nhà nhá. Rồi mình thấy ở đây hình ảnh của người phụ nữ ấy sẽ rất là khôn khéo luôn ấy. Có thể là bạn hay là đối phương của bạn này này, tình yêu sẽ tới này này, điều tốt lành đang tới này. Người đấy rất là khôn khéo, còn trẻ nhưng mà rất là khôn khéo, dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn. Thì chính vì cái năng lượng mà còn có một cái lòng bác ái, nhân hậu nữa. Thì chính vì cái năng lượng này á, cho nên là dường như có rất là nhiều người thích họ. Dường như có cái sự đào hoa, bởi vì cái khả năng ăn nói, khả năng giao tiếp rất là duyên dáng. Nhưng mà thường là có thể là những cái đối tượng khác ấy, họ sẽ bị hiểu lầm. Họ sẽ bị hiểu lầm bởi vì cái người này họ khôn khéo, thì thành ra là cứ nghĩ là họ đang thả thính, chứ không phải là do họ tốt này kia. Nhưng mà thực ra là đấy là con người thực của họ, đấy là sự tốt bụng của họ thôi ha. Nên là cũng không phải là họ lăng nhăng hay là họ thích mồi chài gì đâu nha. Rồi là các bạn sẽ có là cái người này họ tới và các bạn sẽ hơi kiểu ý thôi, chứ chưa phải là đạt đến thống nhất đâu. Tức là mình chỉ nói để bỏ ngỏ thế thôi. Thì nếu như là bản thân mình này, thì mình sẽ không có cái gì gọi là chắc chắn đối với mình hết. Mình luôn thả trôi mọi thứ, dù là có hứa hẹn gì, nhưng mà đến khi bạn làm ấy, thì mình chưa chắc mình đã tin và chưa chắc mình đã mong cầu vào. Bạn cứ làm thoải mái và bạn nói gì thì mình nghe đấy. Nhưng mà mình sẽ không mong cầu.
Đó thì chính vì cái năng lượng mình thấy là ở đây có như thế ha. Thì các bạn nói và hai người tự hiểu ngầm ý nhau là sẽ cùng làm cái này, sẽ có đến cái này, nhưng mà các bạn sẽ không mong cầu quá nhiều đâu. Và chính cái năng lượng đấy nó sẽ hơi kiểu sao mà giống kiểu mối quan hệ mập mờ, rồi họ có tính kết hôn với mình không, họ tính cam kết với mình không, hay là chỉ nói cái lúc đấy thôi, chỉ thảo luận cái lúc đấy thôi và họ chẳng để tâm vào. Nhưng thực ra là cả hai người cũng để tâm, cả hai người cũng mong muốn như nhau, chỉ là các bạn không có quá mong cầu vào thôi nha. Rồi mình cũng thấy là các bạn sẽ nhận được gì, một số bạn á thì sẽ có cái sự xây dựng nhà cửa, sẽ chuyển nhà, sẽ kiểu tân trang lại nhà cửa ha, sửa sang nhà cửa, sẽ có cái gì đến mà trồng hoa này, trồng cây này, rồi là tứt tát lại nhà cửa của mình cho nó sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát hơn, đẹp đẽ hơn nha. Phần lớn sẽ là cái hình ảnh của người bên nữ, người giới tính nữ làm, còn bên nam thì mình không thấy nha, bên nam không thấy. Rồi các bạn cũng sẽ có cái điều tốt lành, đó là tất cả những cái mà nó mang tính là mập mờ, bạn nó không rõ ràng, rồi là tất cả những cái mà bạn chưa có được câu trả lời ấy, thực ra câu trả lời vẫn chưa đến. Câu trả lời vẫn chưa đến, nhưng mà bạn sẽ có cái gì đó yên bình được với nó, hiểu rằng mọi thứ sẽ cần thời điểm ha. Nên là mình thấy bạn sẽ có một cái gì đó, cái sự phát triển về mặt nhận thức, về cái sự mong cầu ha, tiến gần hơn về cái sự giác ngộ đấy. Rồi các bạn còn nhận được gì không? Những cái điều tốt lành sẽ đến với bạn. Mình đang cảm nhận xem là bạn còn gì. Những cái điều tốt lành đang đến. Những cái điều tốt lành đang đến ấy, thì thực ra bạn nào trong thời gian tới này mà bạn kết hôn nhá, thì mình thấy là cái người bạn của bạn ấy, người bạn thân, người bạn chơi với bạn lâu rồi, họ sẽ tặng bạn cái nhẫn vàng chà bá. Kiểu quà để bạn kết hôn đấy, sẽ được nhẫn vàng nhá. Mình không thấy hình ảnh của dây chuyền, bông tai hay là một bộ gì đấy, nhà đất gì đấy đâu, nhưng mà mình thấy nhẫn vàng, không hiểu sao lại thế. Ok, bạn còn nhận được cái điều tốt lành gì không này? Tủ số 2 ha. Mình thấy là bạn sẽ có cái sự phát triển về mặt tâm linh, cái sự trực giác ấy, cái trực giác bên trong bạn sẽ phát triển rất là mạnh mẽ, rồi là bạn sẽ có cái gì đấy cảm thấy trọn vẹn hơn, ôm được thế giới hơn, bạn cũng sẽ dễ cảm xúc hơn. Thực ra là cái việc mà bạn cảm xúc nó đôi khi nó quá dễ và dễ xúc động, dễ cười, dễ khóc, dễ vui, dễ buồn ấy, thì khi mà bạn khá là sẽ dễ dàng thể hiện ra những cái cảm xúc của mình, khó kìm nén nó. Bạn không cần phải hỏi tại sao, bởi vì đây cũng sẽ là một cái sự phát triển về mặt tâm linh của bạn, về mặt tinh thần của bạn. Cái người họ càng dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình, họ càng dễ dàng bộc phát cảm xúc của mình ấy, thì cái khả năng điều hướng cảm xúc càng nhanh. Đó. Cho nên là tất cả mọi thứ ấy, nó không chỉ là điểm yếu đâu. Nếu bạn cảm thấy rằng nếu nếu mà cái việc mà mình cứ hay dễ dàng bộc lộ cảm xúc như thế ấy, nó là một cái điều gì đấy nó không tốt. Nhưng không hẳn đâu. Bởi vì là nếu mà đối với một người mà họ khó bộc lộ cảm xúc của mình ấy, thì đôi khi vui buồn thế này thế kia, họ cũng khó để mà biểu hiện ra ngoài cho người ta biết, thì và họ cũng sẽ dễ bị uất ức nữa. Còn bạn ấy thì bạn dễ dàng điều phối cảm xúc của mình, thì nó cũng là một lợi thế của bạn. Bởi vì nếu vứt bỏ bạn vào trong cái vực sâu của trầm cảm, của lo âu, của căng thẳng mệt mỏi, thì bạn cũng có thể nhanh đưa mình ra khỏi cái vực tối đó. Còn nếu bạn vui thì bạn cũng sẽ không có quá vui, và bạn sẽ thực sự khi vui ấy, bạn cũng sẽ thực sự là vui, chứ không phải là vui nhưng trong lòng mình có cái uất ức, vui nhưng trong lòng mình buồn. Đó. Điều tốt đẹp nữa đó là các bạn sẽ trong thời gian tới này, những bạn nào mà các bạn đã có cái thời gian mà các bạn học hỏi, các bạn học tập ấy, thì nó một cách là chăm chỉ, nỗ lực quên ăn quên ngủ, thì kết quả trả lại cho bạn cũng rất là tốt đẹp, tích cực ha, sẽ có thành công, sẽ có cái gì đó được công nhận trong nội bộ, trong lớp học đấy, trong trường, trong khoa ha. Rồi tình cảm cũng sẽ rất là phát triển, nhưng mà mình cũng thấy rằng là các bạn vẫn có một cái nỗi đau nào đó nó u uất bên trong ấy đấy, thì hãy học cách cho cái cảm xúc của mình đi ra ngoài nhá. Thực ra đối với mình ấy, mình cũng là một người dễ khóc, cho nên là
Mình cũng hơi không thích lắm cái đặc tính này của mình. Mặc dù trước đây mình là một người sẽ khó khó để mà bộc lộ cảm xúc, nhưng bây giờ mình lại là ngược lại, rất là dễ khóc, dễ vui, dễ buồn. Và mình thấy thực ra khi mà mình khóc, mình tự quan sát mình luôn, mình thấy là khi mình khóc rồi, mình khóc xong, mình uất ức, mình khó chịu, mình khóc và cái căng thẳng của mình được giải tỏa rất là nhiều. Nhưng mình không biết rằng các bạn có như thế không, các bạn có thể tự quan sát những cái khoảnh khắc của mình, khi mình vui, khi mình buồn, khi mình khóc, khi mình tủi thân. Các bạn sau đó, trong cái quá trình, trước quá trình chứ, trong quá trình và sau quá trình đó, thì bạn nhận ra được điều gì, có cái gì khác biệt thay đổi không, thì từ đó bạn sẽ hiểu mình hơn. Bạn hiểu mình rồi á, thì từ từ bạn sẽ chấp nhận được những cái đặc tính đó của mình ha. Con người không ai là hoàn hảo cả, và đương nhiên có những cái quá khứ về cái việc đôi khi mình quá mít ướt và mình thấy nó không phù hợp á. Thì bây giờ mình cũng có thể thay đổi hay là chuyển hóa từ từ, không cần quá ép buộc bản thân một cách nó quá tiêu cực nha. Mình thấy là bạn trong thời gian tới này cũng sẽ được quan tâm chăm sóc nhiều hơn, đặc biệt là từ đối phương mà có cái mập mờ, à không phải, đặc biệt là từ đối phương, cái đối tượng mà có cơ hội về tình cảm với bạn ấy, có liên quan đến tình cảm với bạn ấy, có thể là crush, người yêu hay là người chồng, người vợ của bạn nhé. Yên tâm, ở đây chị thấy tình yêu nó cũng rất là mạnh mẽ, nhưng mà các bạn, tình yêu ở đây ấy là sẽ không có năng lượng quá bừng cháy, nó quá rực rỡ như tụ một. Tình yêu ở đây á, nó bình yên hơn, nó cân bằng hơn với những cái nguồn năng lượng khác. Và đồng thời ở đây các bạn cũng có nhiều cái đến, chứ không phải là chỉ tình yêu là chủ yếu ha. Rồi, mình cũng thấy là các bạn sẽ có vận may đấy. Sẽ có vận may, sẽ có cái gì đấy mà gặp gỡ được cái người mà có giá trị này, người tích cực, người lành. Và họ có thể sẽ đưa đến cho bạn cơ hội, hay là chỉ đường dẫn lối cho bạn, giúp bạn hoàn thành tốt công việc, bài tập của mình ha. Mình cũng thấy là cái việc mà bạn luôn vẫn có cái gì đó sợ hãi về cái sự tổn thương trong tình yêu ấy, và đôi khi những cái nỗi đau nó vẫn đang dẫm dẫm đạp bạn, nhấn chìm bạn xuống. Bạn không thể nào quên được nó, bạn không thể nào buông nó xuống, nó cứ dai dẳng bám theo bạn mãi ấy. Thì đương nhiên trong một thời gian tới này sẽ là cái thời gian quá trình để bạn hoàn toàn để nó ở phía sau, để bạn tiến về phía trước, để đón nhận tình yêu mới. Xong, mình cũng sẽ không không ép bạn hay là sẽ nói rằng bạn rằng phải thế này thế kia. Bởi vì làm được hay không và làm như thế nào nó là chuyện cá nhân của bạn. Và mình nói cho bạn biết rằng là nó vẫn sẽ có những đôi khi quay lại để muốn giẫm đạp bạn xuống nữa, để kéo bạn xuống nữa. Bởi vì mình thấy là bạn trọng tình, bạn trọng tình trọng nghĩa, bạn rất là xem trọng những cái mối quan hệ mà bạn đã đầu tư cho nó, dốc sức cho nó. Thành ra bây giờ cái sự thất vọng ấy, thất vọng cho những cái điều đã mất, đã cũ, nó rất là lớn, và nó cứ bám chặt lấy bạn, bạn khó buông nó xuống. Cũng là một người lụy tình. Thì không sao ha. Mình biết rồi, thì khi mà nó xuất hiện, khi mà nó mon men bước vào cuộc sống của mình, nó bắt đầu kéo mình xuống, và dù nó có kéo mình xuống thì mình cũng sẽ biết là thực ra nó không phải mình, nó chỉ là quá khứ, là cảm xúc của quá khứ chứ không phải là của hiện tại ha. Rồi sẽ từ từ bạn có thể tự mình, hãy tự mình nhá, leo lên khỏi những vực sâu, vực thẳm. Không cần lúc nào cũng phải tìm một người để mà hỗ trợ mình, kéo mình lên khỏi những cái vấp ngã tổn thương đâu. Mình cũng nên học cách rèn luyện cái nội tại của mình, nội lực của mình, để mình có thể tự đứng lên. Bởi vì cái gì mà nó có trong bản thân mình ấy, nó là của mình ấy, thì nó rất là vững chắc, nó vẫn luôn là của mình. Còn cái gì ở bên ngoài mình, cái gì mình phải bám víu vào ấy, thì nó là một cái điều không chắc chắn. Bởi vì bất kỳ khi nào nó cũng có thể sụp đổ, nó cũng có thể biến mất. Chẳng lẽ mình lại để mình vào cái thế bị động đúng không? Ha khe. Điều tốt lành nào đang đến với bạn nữa? Mình thấy điều tốt lành nữa là bạn sẽ có thành tích gì đấy cao đấy, trong học tập ấy, điểm cao hay là được chúc mừng ríu rít đấy, bạn vui ấy, bạn vui vì nỗ lực của bạn được đền đáp ấy. Nhưng mà bạn vẫn có cái gì đấy lo âu, thế là bạn cứ đâm đầu vào bạn học thôi. Bạn học kinh lắm,
rồi làm cái gì cũng không dám chểnh mạng ấy trong cái việc học. Rồi bạn nào không học ấy thì cái thông điệp về học này sẽ không dành cho bạn nhé. Đôi khi nó học sẽ là học về tâm linh, học về cái sự thức tỉnh, nên là nó không nhất thiết là phải học ở trường, học ở ngoài đời này đâu ha. Tụi này trong thời gian tới này sẽ có cái gì đấy thu về, nguồn thu về ha, những cái gì bạn làm, những cái job, những cái kế hoạch bạn chia nhỏ ra từng cái từng loại á, thì nó sẽ bắt đầu có những cái nguồn thu về ha. Bạn sẽ bắt đầu nhận được quả ngọt, bạn sẽ thấy hoa nở trên những cái thành tựu của mình á, trên những cái công việc job của mình này. Tụi này chuyện gia đình của bạn trong thời gian tới này cũng có cái gì đấy nó buồn đấy, nó buồn, có vẻ như kết nối gia đình là sẽ hơi bị sao nhãng, hơi hời hợt ở đây. Và mình thấy cũng không thấy cái sự giải quyết gì, mình thấy cái sự bị động, cho nên là mình thấy rằng các bạn sẽ để cho nó khoảng lặng một tí rồi các bạn mới giải quyết. Và sẽ có tổn thương liên quan đến gia đình mà từ trước tới nay á, có lẽ gia đình sẽ là một cái điểm khuyết yếu của bạn, nó sẽ không có được trọn vẹn, từ đầu nó đã không được trọn vẹn và đến bây giờ nó vẫn luôn có những cái thử thách, và bạn cũng cảm thấy hơi oải, hơi mệt. Thì trong thời gian tới này mọi thứ nó, mình thấu thức là cái trạng bài về những cái điều tốt lành đang đến, nhưng trên cái hành trình để có thể biến cái gia đình của bạn trở nên lành mạnh, hạnh phúc hơn ấy, thì mình vẫn thấy rằng các bạn vẫn đang phải tiếp tục cái hành trình này thôi, chứ những cái chuyển biến tích cực á thì chưa thấy. Nhưng mà đương nhiên nha, mình phải đi qua những cái giai đoạn nó mang tính thử thách như thế này thì về sau những cái điều tốt đẹp nó mới có thể diễn ra, đúng không? Ok, điều tốt đẹp nào đang đến, những cái điều tốt lành, tốt đẹp, phước lành đang được đưa tới trong cuộc sống của bạn này. Bạn sẽ có nhiều cái sự phát triển về mặt tâm linh hơn, tĩnh lặng hơn. Mình thấy sẽ đi du lịch này, sẽ có về cây cối này, đi một mình thôi. Còn đối tượng yêu đương thì vẫn yêu đương bình thường này. Rồi bạn sẽ học cách để mở lòng hơn này, sẽ thoải mái hơn, sẽ dám cho mình chấp nhận được mình bước ra khỏi cái cánh cửa đã giam cầm mình bấy lâu nay. Bạn sẽ buông được cái sự kiểm soát của mình với mọi thứ, bạn sẽ có cái stress, đặc biệt là stress trong công việc, trong học tập ấy là hơi hơi nhiều. Và nhưng là mình thấy là bạn biết, bạn bạn nhận diện được rồi, cho nên là lần này mình thấy là các bạn sẽ kiểu cũng thả lỏng nó hơn, thành ra là tâm trí cũng sẽ bắt đầu được nghỉ ngơi, sẽ bắt đầu được hồi phục lại từ từ. Mình thấy có năng lượng của cái sự già dặn ở đây, có cái sự trải nghiệm trải đời ở đây. Thấy nhiều cái sự vất vả, thấy nhiều cái sự thăng trầm một cách mà nó cực ấy. Và thực sự rất là vất vả, tại vì cái hình ảnh mình nhìn thấy ấy, là một cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cái sự phải tự tính toán, tự dựa vào bản thân mình một cách cô độc ấy. Thì mình thấy nó rất là chật vật, rất là khó khăn, bởi vì bản thân mình cũng cũng là một người có nhiều cái trải nghiệm không vui lắm. Cho nên là khi thấy cái hình ảnh trong cái năng lượng trả bài của các bạn, mình cũng có cái gì đấy cảm thấy mủi lòng, tủi thân. Nhưng mà không sao, bởi vì khi mà bạn không có một cái xuất phát điểm tốt và hôm nay bạn đứng được ở cái vị trí này á, nó đã đánh đổi bao nhiêu công lực của cái nội tại của bạn, nội lực của bạn. Bạn đã phải nỗ lực hơn những cái người có xuất phát điểm tốt rất là nhiều 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 lần. Cho nên cái tính lì ở trong bạn, cái sự kiên trì, kiên định trong bạn, nó cũng sẽ có cái gì đó nó được phát triển mạnh mẽ, nó được thử thách, nó được trải nghiệm và nó được khẳng định trong ngày hôm nay rồi. Nên là nó cũng đáng mà. Rồi mình cũng thấy là những cái điều tốt đẹp tới là bạn sẽ có cái gì đó, có thể sẽ gặp được những cái vị chân tu, những người thầy chất lượng, những người có thể hướng dẫn bạn một cách tích cực. Nhưng cái sự nỗi đau nào đấy, mất mát nào đấy mà bản thân bạn nhá vẫn chưa buông được xuống ấy, thì không sao, cứ từ từ hãy liên tục quan tâm đến nó, và khi nó thức tỉnh, khi nó trỗi dậy hay được kích hoạt trong bạn, hãy cứ lắng nghe nó, và từ từ mọi thứ ấy, khi mà trời quang mây tạnh rồi, ánh sáng sẽ đưa cho bạn nhìn thấy rõ hơn cái sự thực của nó, những cái vấn đề của nó. Bạn cần kiên nhẫn hơn với cái hành trình chữa lành của mình. Còn những cái điều tốt đẹp khác đến ấy, thì mình thấy rằng nó vô cùng đẹp. Nhưng mà bởi vì
trong cuộc sống của bạn ấy vẫn còn nhiều vất vả lo toan, cũng có tổn thương cần chữa lành, cho nên tất cả những cái điều tốt đẹp có đến á, thì bạn vẫn lý trí, bạn vẫn giữ được lý trí của mình để biết rằng là mình vẫn phải có những cái hành động quan tâm, xử lý, chuyển hóa những cái vấn đề nó còn là tổn thương, nỗi đau trong mình, còn là khuyết yếu trong mình. Xong là bạn cứ yên tâm, mọi thứ về cả cái hành trình của bạn ấy nó cũng đều đang phát triển rồi, đang tốt lên rồi nha, không có cần phải lo lắng. Ở đây về cái chuyện tình cảm của bạn này, thì cái người đang tới chuyện tình cảm sẽ phát triển, hay là vợ chồng, người yêu của bạn ấy chuẩn bị có kết hôn, hay là sẽ có những cái bữa hẹn, thì cái người này á, họ có một cái năng lượng trẻ, họ có một cái năng lượng vẫn đang phát triển sự nghiệp, công danh, công việc của mình. Độ tuổi thì từ tầm 25, 30 gì đấy đến tầm 50 năm lận ha, khung tuổi khá là dài, gọi là trẻ, nhưng mà tức là họ vẫn giữ được cái tinh thần trẻ lãng mạn trong họ, chứ cái ngoài đời của họ cũng đã bươn ba bươn chải rồi. Còn nếu mà bạn gặp một ai đó nhá, cái người này độ tuổi họ không có lớn như vậy, họ có thể chỉ mới 18 tuổi thôi, nhưng có thể cái hành trình cuộc đời của họ đã có rất là nhiều thăng trầm, thì cái tuổi linh hồn của họ cũng đã già dặn ở trong cái độ tuổi trưởng thành rồi nhá. Rồi, người này thuộc cung nước này, cung khí này và cung lửa này. Cung nước có cự dại song ngư này, rồi đến cung khí, cung khí có bạo bình này, cung lửa thì có sư tử nha. Về các tháng đi, tháng 5 này, tháng 9 này, tháng 3 này, không hiểu sao mình có cái thông điệp về các tháng nhé, chứ tụ khác mình cũng không thấy thông điệp, có lẽ là nó sẽ có thông tin gì đó cho các bạn. Rồi ở đây mình thấy này, có cái gì đó liên quan đến rằm ấy, trăng tròn này, rồi cái gì đó mà nó mang tính hình tròn ấy, quả cầu này, hay viên đá này, hay đồng xu này, có cái gì đó hình tròn, hình tròn, hình dạng, nó sẽ có gắn kết với bạn, hay là nó sẽ có cái gì đó tín hiệu để báo hiệu cho bạn biết rằng là tình yêu đang đến, vận may đang ở bên cạnh bạn. Bạn cũng cần quan tâm phát triển về mặt tâm linh ha. Rồi, có cái gì đó hình tròn nhá, hình tròn cũng là hình của cái sự trọn vẹn mà, và cái hình của cái sự vô cực, nó không đầu không cuối, nó cứ tròn vậy đó. Cái cuối cũng là cái đầu, mà cái đầu thì cũng là cái cuối, cho nên nó cũng thể hiện cái việc chu trình của vũ trụ này nó luôn liên tục, nó không bao giờ dừng lại. Có chăng chỉ là cái sự thay đổi từ nhận thức của bản thân bạn mà thôi. Mình sẽ rút thêm thông điệp cho bạn nha. Ok, để xem là có thông điệp gì cho bạn. Có thông điệp gì cho bạn về những cái điều tốt lành đang đến trong cái cuộc sống của bạn nhỉ? Thời gian tới này, tụ số 2. Bạn sẽ là người mà bắt đầu có những cái sự đơn giản hóa cho cái cuộc sống của mình. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân bạn ấy đã có những cái sự phát triển tâm linh, và trong thời gian tới này, cái sự thức tỉnh phát triển về mặt tâm linh nó càng ngày càng đi lên, thì bạn sẽ từ từ có thể đơn giản hóa, bớt chấp niệm, bớt mong cầu, bớt sân si lại. Thì khi mọi thứ nó đơn giản như thế, bạn sẽ từ từ tìm ra được cái miền đất hứa cho mình. Bạn sẽ từ từ có thể xác định được cái vùng đất, cái nơi mà bạn cần đến, cái nơi mà bạn muốn tìm. Nó sẽ từ từ mở cánh cửa ra cho bạn. Bạn đang trên cái hành trình đó rồi. Và những cái tiếng gọi, những cái sự thôi thúc từ bên trong trái tim của bạn ấy, nó sẽ kêu gọi bạn, nó sẽ dẫn đường cho bạn, thôi thúc bạn hay là chỉ dẫn bạn sẽ làm cái này, đi cái chỗ kia, hay là đến cái nơi này. Đó, thì bạn sẽ dần dần tìm được cái nơi mà tình yêu của trái tim bạn thuộc về. Một cái hành trình dài, và sẽ có rất là nhiều những cái niềm vui, phước lành, những cái điều tích cực, tốt đẹp sẽ được mở ra trong trái tim của bạn, và được đưa tới cho bạn. Và trái tim của bạn cũng nên mở rộng để đón nhận nó nhé. Mở rộng tình yêu của mình, mở rộng trái tim với những cái sự vui tươi, vui thú, cái sự tò mò, ham thích, để có thể đón nhận những cái điều tốt đẹp này đến. Rồi, tốt đẹp này đến, tốt đẹp là gì? Abundant ha, những cái sự sung túc, dồi dào, trù phú về mọi mặt luôn, về thành công, về công việc, học tập, về cái sự dư giả, về tài chính, về cái sự viên mãn, về chuyện tình cảm, về cái hành trình phát triển tâm linh, tìm được cái đích, đó là gì? Là hiểu mình,
đã đi sâu được vào mình, tìm được chánh đạo từ trong mình. Ok, đến đây thì mình cảm thấy vô cùng trọn vẹn với cái sự khép lại trong cái trải bài của các bạn. Bởi vì tất cả đến cuối cùng bạn đều sẽ có được cái sự trọn vẹn, cái sự sung túc đủ đầy về mọi mặt, về cuộc sống tinh thần và về cuộc sống thực tại này đều có, rất là trọn vẹn. Và đó là tất cả những thông điệp mình có thể đem đến cho tụ số 2 rồi. Cảm ơn tụ số 2 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nha. Và nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nhé. Mình để ở cái góc dưới màn hình, dưới cái video này này. Đó, các bạn bấm vào cái mũi tên ấy, ở phần mô tả ấy. Dưới cái video này nó sẽ hiện ra cái phần mô tả cho các bạn. Ok, và mình sẽ kết thúc tụ số 2 ở đây nha. Bye bye mọi người nha. Ok, tụ số 3 đây. Xin lỗi tụ số 3 nha, nhưng mà cái bông này nó héo và nó rụng ra mất tiêu rồi. Ok, cứ để đây ha, không sao hết. Có vẻ như là nó hơi hơi cần nước đấy. Cái bông hoa này rớt ra là nó mất nước nhanh. Ok, tụ số 3, những cái điều tốt lành nào đang đến với tụ số 3. Những điều tốt lành nào đang đến với tụ số 3 nha. Những điều tốt lành nào đang đến tụ số 3 này. Điều tốt lành. Sẽ có một cái niềm tin nào đấy, một cái sự thực nào đấy mà bạn sẽ tự mở ra trong mình, bạn tự quyết định được cho mình. Bạn sẽ có một cái hành trình tìm về chánh đạo của chính bản thân bạn, về sự thực của bạn, về tôn giáo của bạn. Bạn sẽ được khai mở ra, sẽ có một cái chuyến đi được thống nhất, được làm, được thực thi, được lên kế hoạch và chốt cái chuyến đi đó. Một cái niềm mong muốn của bạn, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Đặc biệt là những cái ước mơ liên quan đến hành trình tâm linh này, liên quan đến cái chuyến đi tìm về bên trong bản thân mình ha. Rồi sẽ có những cái mong muốn liên quan đến công việc thành công, sự được công nhận, được chú ý, được nổi tiếng ha, sẽ được đưa tới trong cuộc đời của các bạn. Bạn sẽ có cái gì đó mang tính thành công. Thành công gì mình chưa biết, nhưng mà trước đây là thấy thành công về công danh, về cái sự nổi tiếng, về cái sự phát triển rồi đó. Rồi mình cũng thấy là sẽ có cái điều tốt lành gì tới, ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Ước mơ của bạn từng là gì, về cái gì, nó sẽ được thành hiện thực. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều nha. Ước mơ của bạn sẽ được thành hiện thực. Cứ nhớ câu này cho mình là được rồi. Ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực ha. Để xem còn cái thành công gì cho bạn sẽ được đưa tới, hay là những cái phước lành nào sẽ được đưa tới cho bạn trong cái thời gian tới này. Một cái sự khởi đầu, một cái sự móng lửa dám cho mình bắt đầu cái hành trình mới, một cái sự dám tiến về phía trước, dám mạnh mẽ hơn, liều mình hơn, máu lửa hơn, không có sợ hãi nữa, không có rụt rè nữa, không có lo lắng nhiều nữa, có cái gì đó hừng hực hơn, khí thế hơn, trang nghiêm hoành tráng hơn, dám đầu tư, dám làm, dám thực hiện những gì mà mình suy nghĩ, không có nghĩ quá nhiều nữa mà dám bước bắt tay và làm luôn, dám cho mình được thử liều mình một lần đó. Rồi sẽ có cái gì đó mà sẽ có thành công nữa, đó là bạn sẽ bắt đầu được một cái hành trình mới. Cái chương cũ đã khép lại, tất cả những cái điều không vui vẻ, tiêu cực, không tốt đẹp trong chương cũ sẽ dừng lại. Sẽ dừng lại ở đây để nhường chỗ cho cái hành trình mới của bạn, với nhiều phước lành, thành công, sự may mắn, với cái sự mạnh mẽ, cái sự quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng từ trước tới nay của bạn. Thành công sẽ được đem tới. Sau những cái cũ ngã nó có vẻ như là quật bạn không thể đứng dậy được nữa, thì bạn vẫn mạnh mẽ đứng lên và bạn không tranh đấu nữa, bạn không tranh đấu với ai nữa, bạn tranh đấu với chính bản thân mình để tự khẳng định bản thân mình. Bạn không muốn bản thân mình ồ lề, nội lực của bạn sẽ được đưa lên, bạn biết nghĩ cho tương lai hơn, bạn sẽ nhận lại được những cái thành quả về cái sự đầu tư của mình. Bạn cũng sẽ có những cái sự đầu tư ra bên ngoài nhiều hơn để tạo cái cơ hội phát triển nhiều hơn. Sẽ không có muốn dậm chân tại chỗ nữa, sẽ có một cái kế hoạch mới được đưa ra. Bạn sẽ tiếp tục mở ra thêm một cái
một cái nhánh mới nữa của job của mình ha, có thêm dự án mới này, có thêm cái việc làm mới này, hay là đi học thêm đấy, thì sẽ có thêm một cái gì đó mới từ đó, cái cơ hội từ cái điều này á. Bạn nhìn thấy rằng bạn phải làm, bạn phải làm, bạn không cần nghĩ quá nhiều, cứ bắt tay vào làm luôn, phải hành động ngay lập tức. Có muốn đi học thì đăng ký học luôn, không chậm trễ, không suy nghĩ quá nhiều nữa, thì về tương lai sau bạn mới có thể thu hái được, thu lượm được những kết quả ngọt từ những cái sự dám làm của bạn ngày hôm nay, chứ không phải là chỉ nghĩ nữa. Bây giờ bạn không nghĩ nữa ha, bạn không tính toán chu toàn nữa, bạn bạn sẽ chạy theo đam mê, bạn sẽ hứng thú chỗ nào bạn sẽ khám phá chỗ đó, bạn sẽ nhiệt huyết để có thể là chạy vòng quanh thế giới này để tìm cái cơ hội cho mình ha, để mò mẫm những cái kinh nghiệm của người khác, để thực thi và hành động ngay, để lấy kinh nghiệm của cá nhân cho chính bản thân mình để có thể đạt được cái thành công mà bạn mong muốn. Những cái chuyến đi, những cái sự thức tỉnh về tâm linh này á, nó không là những cái hành trình mà bạn chỉ ngồi tĩnh lặng nữa, mà nó sẽ là những cái chuyến hành trình để có thể thực thi cái sứ mệnh của bạn ở cái kiếp sống này. Sẽ có những cái quyết định được đưa ra, và có lẽ quyết định dám làm, dám thực hiện cái dự án này của bạn, nó cũng là một cái quyết định rất là quan trọng. Và đương nhiên nếu cái năng lượng đã hiện lên ở đây thì chắc chắn đây sẽ là một cái yếu tố cho thấy rằng bạn đã đi đúng đường, và bạn hãy cứ làm đi, và thành công tương lai chắc chắn sẽ vẫy gọi bạn nha. Đây chính là sứ mệnh của bạn. Rồi mình cũng thấy rằng là có một cái hình ảnh trong mình nhá, thực ra là cái ngọn lửa ở đây ấy, cho mình thấy rằng là bạn đã từng có những cái ước mơ khao khát, nhưng mà có vẻ như không có được ha, không có được. Có một cái mong muốn nào đó, một cái mục tiêu nào đó mà bạn chưa có chinh phục được, bạn chưa có được, bạn chưa có thành công, nhưng mà bạn vẫn máu. Nếu mà bạn chưa thành công á, bạn sẽ để thời gian nó đưa tới thành công cho bạn. Bạn vẫn nỗ lực chăm chỉ, nhưng bạn cũng sẽ mở ra một cái đường mới cho mình. Bạn sẽ không bao giờ ngừng lại cái sự nỗ lực cố gắng của mình. Tụ này các bạn sẽ có hai cái công việc cùng một lúc, hay là các bạn vừa học vừa làm này, đó sẽ có cái gì đó mà các bạn không có muốn dừng lại, các bạn muốn nỗ lực phát triển thêm đấy, tiến lên phía trước. Bạn sẽ giống như một cái con ngựa vậy, nó không bao giờ chịu khuất phục một cách đơn thuần, nó phải thuần phục, và mình chưa thấy ai thuần phục được bạn nha. Mình chỉ thấy rằng cái sự nỗ lực của bạn là không ngừng nghỉ, một cái tinh thần hăng máu, nhiệt huyết, đầy nội lực bên trong nó đang hừng hực lên, và nó không phải là nó bừng cháy và bạn làm một cách điên cuồng đâu. Bạn bạn cố gắng giữ cái ngọn lửa này duy trì một cách ổn định lâu dài. Bạn sẽ không cầm hết cái củi của mình để cho vào lò và nó bừng sáng một cách chỉ trong giây phút tích tắc đó, mà bạn sẽ từ từ thắp cái ngọn lửa đấy, duy trì nó đều đặn ở một mức nhất định đủ dành cho bạn, không cần quá rực rỡ. Nhưng phát triển đường dài thì rất là thành công và rất là bền bỉ nha. Mình thấy tụ này các bạn thành công chính là từ bên trong của các bạn, từ nỗ lực của các bạn. Ngoài ra, hai xô cũng cho mình cảm giác rằng các bạn đã luôn phải ba đầu sáu tay, các bạn luôn phải làm việc, các bạn đã luôn phải di chuyển, bạn luôn phải thay đổi, bạn luôn phải hòa nhập, bạn luôn có cái gì đó mà không thể nào ngồi yên được. Cho nên là mình thấy chính vì bạn không có lười biếng, bạn không có dám cho mình lười biếng, thì cái cỗ xe của bạn ấy nó sẽ luôn có cái gì đó dịch chuyển thay đổi, và luôn tìm được những cái cơ hội mới, vùng đất mới. Càng lớn càng ngày đi càng nhiều, đi càng xa, bạn càng mở rộng tầm mắt của mình, và bạn nhìn thấy nhiều cơ hội không? Rất là nhiều luôn. Bạn có nhìn thấy vô vô cùng nhiều luôn. Chỉ là bạn chỉ là một thân thể nhỏ bé, bạn không có thể nào mà làm hết tất cả những cái công việc, hay là kiểm soát hết được tất cả những cái cơ hội đến với bạn. Và ở đây có thể cũng có giới hạn bởi những cái yếu tố về gia đình, xã hội, văn hóa, tiền bạc, học vấn. Và bạn bạn cần nâng cao hơn, bạn cần phát triển hơn nữa thì bạn mới có thể làm được. Cho nên bây giờ bạn nhìn thấy được, nhưng mà nhiều cái bạn rất là bất lực, bạn rất là bất lực. Nếu mà người ta biết làm ấy, thì thực ra là nếu mà họ họ làm ấy, thì bạn sẽ rất sẵn lòng để mà ủng hộ hay là hỗ trợ họ thôi. Nhưng mà bạn có kiểu khuyên người này người kia làm thế này thế kia, hay là đề xuất những cái ý tưởng thì người ta cũng ít người làm lắm, kiểu như không đủ duyên vậy, không đủ duyên để làm vậy. Bạn nhìn thấy thì bạn rất là máu rồi, nhưng mà bạn lại không có nhiều thời gian nữa.
cho nên bạn cũng cũng không thể làm hết được, không thể làm xuể được. Thì những cái điều tốt đẹp đó là trong thời gian tới này, mọi thứ cho bạn ấy, trong hành trình của bạn, kể cả hành trình mới, dự án mới, mọi thứ đều rõ ràng cho bạn, và nỗ lực của bạn sẽ có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, niềm tin của bạn sẽ quyết định cái sự thành bại của bạn. Sẽ có cái sự mở ra cơ hội về cái chuyện tình cảm. Một cái chuyện tình cảm mà mình thấy rằng ấy, cái người này á, họ có thể là một người cũ nhá, họ không phải là một người mới lắm đâu. Một người mà mình thấy các bạn có thể sẽ cho tình yêu cơ hội. Các bạn có vẻ như là muốn khép lại cái chuyện tình cảm của mình, các bạn không có muốn yêu đương nữa. Các bạn muốn là tập trung cho công việc, tập trung cho học tập, xong cái chuyện tình cảm ấy nó vẫn sẽ đeo đuổi bạn, nó vẫn rất dí sát đuôi bạn kiểu vậy, nó vẫn lẽo đẽo theo bạn. Tình cảm sẽ được xếp sau sau nhất luôn, bởi vì trong ba tụ từ đầu đến giờ mình trả bài, đây là tụ mà tình cảm được quan tâm ít nhất, công việc và học tập, những cái thành công, những cái kế hoạch mới của bạn được quan tâm nhiều nhất. Xong tình yêu vẫn sẽ nảy nở, tình yêu vẫn sẽ phát triển, sẽ có mong muốn nếu bạn tìm một người để có thể đi đường dài cùng nhau. Nếu bạn tìm một người mà họ là định mệnh của bạn, người này có thể xuất hiện. Bạn có hai lá thể hiện cái việc ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực về cái chuyện tình cảm ha, về cái chuyện tình cảm và về cả công việc nữa nhé. Nhưng mà mình đang trả bài về tình cảm nè, cho nên là mình sẽ hơi nghiêng về tình cảm một chút. Thì nó cho thấy rằng là cái tình cảm của bạn, bạn sẽ tìm được cái đối tượng ý trung nhân. Tự nhiên cái từ ý trung nhân nó hiện lên trong đầu mình luôn ấy. Tức là nó không đơn giản chỉ là một người yêu không thôi, mà có thể là sẽ đi đến hôn nhân, sẽ là cái người mà bạn xác định là à, bây giờ yêu nhưng sau này sẽ cam kết luôn, sẽ xác định đây là một người trong cái cuộc sống của mình luôn, sẽ xác định đây sẽ là người cùng đồng hành cùng mình, cùng chung chăn gối, cùng chung hoạn nạn với mình luôn. Và tụ này á, mình thấy là các bạn hơi đam mê công việc, các bạn rất là xem trọng công danh, tiền bạc. Không phải là các bạn quá là mê một cách mà nó vì tâm tham đâu nha, mà là mong, bởi vì là các bạn muốn khao khát, các bạn có niềm khao khát chứ, niềm khao khát mới đúng. Các bạn có niềm khao khát để khẳng định giá trị bản thân mình, các bạn có niềm khao khát để chinh phục, để thử sức bản thân mình, thử thách bản thân mình với những cái trải nghiệm, với những cái hành trình đa dạng phong phú trong cái cuộc sống này. Tụi này mình thấy các bạn có cái gì đó khá là đơn độc, cho nên là có thể bạn hoặc cái người sắp tới với bạn ấy sẽ có làm việc riêng, làm việc kiểu độc lập, tự mình gây dựng sự nghiệp của mình, tự mình là kiếm tiền đi học, tự mình lo cho cuộc sống của mình ha, có cái tính độc lập rất là cao ha, và cũng có cái năng lượng của leader, năng lượng của người làm chủ, năng lượng của người dẫn đầu nha, nên là cũng hơi kiểu có một chút cái gì đó tố chất của người lãnh đạo ha. Mình cũng thấy ở đây á, là tụ này này, mặc dù mình thấy 10 kiếm nhá, nhưng mà mình không không cảm thấy cái nỗi đau từ các bạn. Mình thấy rằng các bạn có thể dễ dàng vượt qua. Mình thấy các bạn có một cái gì đó 10 kiếm ở đây và có hình ảnh thực ra nó thay thế bằng 10 con chim. Chim này giống chim quạ đấy, nhưng mà không biết là phải không. Thì sau cùng ấy, sau cùng nỗi đau nó cũng là một phần của cuộc sống, sau cùng nỗi đau nó cũng là một cái gia vị cho cuộc sống này. Nên là mình thấy các bạn sẽ chấp nhận nó và các bạn cứ để nó vậy thôi. Các bạn cũng ngước nhìn nó, nhưng mà cũng có chút cái gì đó mà các bạn quá bận rộn với công việc học tập, với những cái điều riêng trong cuộc sống. Vậy nên là bạn cũng chẳng hứng thú gì để mà phải quan tâm hay là dồn năng lượng quá nhiều cho chuyện đau khổ, những cái sự tổn thương, những cái sự mệt mỏi, quá mất thời gian. Tụi này mình cũng thấy có một cái năng lượng rằng cái ý chí quyết tâm của các bạn rất là cao. Ý chí quyết tâm vươn lên rất là lớn và bây giờ thấy các bạn hơi khó tính đấy. Hơi khó tính. Khó tính ở đây nó cũng đỡ rồi đấy, nó không có như ngày xưa nữa, là ngày xưa hơi 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 khó hơn nữa đấy. Không, phải là gọi là quá khó tính. Còn bây giờ chỉ hơi hơi thôi. Bạn chỉ khó với bản thân bạn thôi. Mình thấy bạn có kỷ luật với bản thân và bạn đang muốn reset lại con người mình, làm sạch lại con người của mình, tạo cho mình những cái thói quen mới, tạo cho mình những cái mục tiêu mới và mình muốn muốn hoàn thành, cố gắng để hoàn thành. Đó. Các bạn ở đây này, tụ này các bạn có của ăn của để nha. Tụ này hẳn là có một số bạn đã có gia tài ở đây rồi, có của dư giả ở đây rồi.
Và ở trong tụi này mình thấy các bạn cũng có cái gì đó năng lượng rất là khỏe khoắn, và nó cơ thể của các bạn ấy nó được giải phóng, cho nên là mình thấy hình ảnh của cái việc tập yoga ở đây ha, thành tựu của các bạn đến, có thể cơ thể của bạn cũng sẽ khỏe hơn này, khỏe hơn nhờ cái sự tập luyện của các bạn ha, cơ thể rất là dẻo dai, rất là giải phóng ấy, tự do ấy, dường như các bó cơ nó không có bị ràng buộc bởi cái thân thể này nữa, và nó có cái gì đó mà nó nhìn như cái cơ thể của mình nhá, nó thực sự được thư giãn, nó không có bị cứng, nó không có bị giới hạn bởi những cái khớp hay là cái xương gì cả. Đấy. Tụi này mình thấy là các bạn cũng nên có nhiều cái sự tiếp xúc với nước để thanh lọc bản thân mình, uống nhiều nước, rửa mặt, tắm nước ha. Mình cũng thấy ở đây này, tụi này các bạn có những cái niềm đam mê có thể như đua ngựa này, hay là xe đua này, hay là mình có cái niềm đam mê về thể thao vận động như xe đạp ấy, có cái gì đấy, có cái dụng cụ kèm theo. Về cái thành công của bạn, cái mong ước của bạn ấy, bạn muốn cái gì là được cái đó rồi, cho nên là mình cũng khá là cảm thấy thoải mái, mọi thứ sẽ được đáp trả lại cho nỗ lực của bạn, chứ không phải là tự nhiên nó đến đâu. Về cái người yêu của bạn ấy, cái người sẽ tới hay là cái người sẽ có một cái gì đó quyết định kết hôn hay là tiến tới cái gì đó phát triển về tình cảm với bạn ấy, thì cái người này mình thấy cũng có cái năng lượng rất là lý trí như bạn vậy, nhưng mà cái tính máu lửa, cái tính hừng hực trong họ nó sẽ không có nhiều bằng bạn. Thời điểm này bạn sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn là họ tập trung. Ở đây mình thấy hình ảnh của cung sử nữ, cung song ngư, cung bọ cạp, cung cự giải. Ok, mình sẽ rút thêm thông điệp cho các bạn nha, để xem là có thông điệp gì cho các bạn. Thực ra hôm nay mình rút bài, cái trả bài của mình hơi bị nhiều năng lượng của sự nữ đấy. Tự nhiên năng lượng của sự nữ lên rất là nhiều luôn. Bình thường mình trả bài năng lượng của sự nữ khá là ít. Thông điệp cho các bạn là tất cả những cái câu trả lời sẽ được đưa tới cho bạn. Thời gian này chính là cái thời điểm đúng để mà bạn có thể kêu gọi nó, kêu gọi những cái câu trả lời từ những cái câu hỏi mà bạn đã được đưa ra, và những cái cánh cửa mới nó sẽ được mở ra cho bạn, những cái ánh sáng của những cái khởi đầu mới, những cái hành trình mới ha, với nhiều cái phép màu, nhiều cái sự rực rỡ thành công, những cái điều blessing ấy, những cái điều kỳ diệu nó sẽ được đưa tới cho bạn nha, những cái hành trình mới này được khai mở với những cái ánh sáng mới, nguồn nguồn linh lực mới ấy hả, những cái điều tốt đẹp nó được đang có cái gì đó nó mà nó đang rất là kêu gọi luôn ấy, nó đang được tràn vào cuộc sống của bạn, kể cả về tình cảm và những cái hành trình cá nhân nó đều rất là tốt đẹp nha. Rồi có cái gì đó sẽ có một cái sự chuẩn bị cho cái sự nở rộ, một cái sinh linh mới được chào đời, một cái khởi đầu mới, một cái hành trình mới, thế hệ mới, tầng lớp mới sẽ được sinh ra trong bạn. Nó có thể là chính là các con người mới của bạn, hành trình mới của bạn, rồi là một cái hành trình mới của bạn. Hãy làm sạch mình với nước này. Trời ơi, mình nói rất là đúng với cái trải bài nha. Nó chỉ là nhắc lại cho bạn kỹ rằng hãy chú trọng thanh lọc bản thân mình, có cái gì đó mà làm sạch mình với nước ha. Rồi mình thấy ở đây này sẽ có những cái sự transformation, có cái sự làm lại, đi lên. Bạn cũng có lá Jasmine này, hai cái lá này năng lượng cũng hao hao nhau ha. Sẽ có cái cơ hội làm lại cho mình, sẽ có cái sự hồi sinh lại cho mình ha. Sẽ có những cái sự hơi bấp bênh, hơi hơi cái kiểu cô độc ấy, bởi vì cái con đường bạn đi nó gian nan, nó hẹp quá, nó nhỏ quá, không phải ai cũng đi được. Bạn sẽ cần phải tự mình bước đi, và bạn sẽ lấy lại được cái sức mạnh cho mình để bạn có thể bước đi một cách nó vững vàng hơn, và bạn sẽ được chữa lành, bạn sẽ được chữa lành. Và nếu như mà nơi bạn ấy có những cơn mưa, và đảm bảo rằng những cái cơn mưa đấy ấy, vô tình bạn bị dính mưa thôi, thì nếu bạn thưởng thức được những cái cơn mưa đó, nó sẽ có thể giúp bạn chữa lành. Nhưng với điều kiện nhá, cái nước mưa đấy ấy, nó sẽ không gây hại cho sức khỏe của bạn. Thực ra bây giờ mưa ấy thì nó cũng có nhiều cái chất nó không được tốt cho sức khỏe, cho nên là nó có vẻ như nó cũng không có được như ngày xưa. Bây giờ dính mưa một cái là mình sẽ bệnh liền luôn ấy. Còn ngày xưa thì tắm mưa ào ào cũng không sao. Đó, cho nên là có thể bạn cũng sẽ có được những cái sự rơi đi những cái nỗi đau, những cái sự tổn thương giống như những hạt mưa vậy. Và những cái hạt mưa mà không có chỗ nào là
nó rơi nhầm chỗ cả. Cứ một hạt nó sẽ rơi đúng cái chỗ nó cần rơi. Thì những cái nỗi đau của bạn ấy, nó cũng sẽ được có cái gì đó chữa lành ở đúng cái vị trí của nó. Nó những cái hạt mưa nó sẽ tìm đúng những cái vị trí bạn bị tổn thương, bạn bị đau để được chữa lành cho bạn. Bạn chính xác là được định vị nỗi đau, vị trí đau, vị trí tổn thương và những cái sự chữa lành từ phía chính bản thân bạn sẽ làm được cái điều này cho bản thân mình. Bạn sẽ được hỗ trợ để chữa lành, hỗ trợ để phát triển. Hãy cứ tự tin lên rồi tình yêu sẽ tới. Và bạn hãy cứ dõi theo tình yêu. Hãy cho mình được đắm chìm vào tình yêu. Hãy cho mình được đi theo cái hành trình của bạn. Cho mình mở ra một cái hành trình mới với nhiều cái thử thách mới, nhiều đam mê mới. Hành động vì nó, hành động vì đam mê của mình. Với một cái hành trình có rất là nhiều niềm vui và sự đẹp đẽ, phép màu, niềm tin. Nó sẽ được đưa tới cho cuộc sống của các bạn. Hãy tin vào phép màu, hãy tin vào những cái điều tốt đẹp, rồi mọi thứ sẽ tới. Rồi mọi thứ sẽ tới, hãy tin đi. Không sao đâu, mình tin rằng mình sẽ luôn có một người dành cho mình. Mặc dù mình vẫn độc thân mấy năm rồi ha. Rồi họ sẽ xuất hiện. Và bạn hãy cứ tự tin vào cái điều đó. Hãy tin rằng là mình có thể bắt đầu lại bất kỳ khi nào. Dẫu là có nhiều khó khăn, thử thách thì mình vẫn có thể bắt đầu lại. Mình đã đi học lại sau cái hành trình trải qua rất là nhiều thử thách. Mình cảm thấy rất là vui vì mình vẫn có cơ hội được đi học lại. Và mình vẫn có thể ở thời điểm này sẵn sàng về tâm lý, tiền bạc, mọi thứ để có thể mạnh mẽ đối diện cũng như là bám theo cái giấc mơ về học vấn của mình. Thì bạn cũng có thể làm được cái điều đó. Hãy nỗ lực, chúng ta cùng nỗ lực, bạn và mình cùng nhau để có thể thật lì vào để lấy được cái giấc mơ của mình, cái mong muốn của mình, để sau này mình không bao giờ phải hối hận về những gì mình đã từng lười, từng sợ, mình không dám làm. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ số 3. Mình mong rằng cái năng lượng phượng hoàng trong bạn, phượng hoàng lửa, sẽ luôn có thể vượt lên trên cái đống tro tàn, vượt lên trên cái khó khăn. Dẫu có bao nhiêu cái sự vùi dập được đưa tới cho bạn thì bạn vẫn có thể đứng vững. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho bạn rồi. Cùng cố gắng ha. Cảm ơn tựa số 3 rất là nhiều và hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau. Bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nhé. Cảm ơn mọi người ha. Tụ số 4 nhé. Đây là bông hoa của tụ số 4. Ôi trời ơi, nó héo rồi. Hoa giấy ấy, nhưng mà ở trên này không có mưa. Với lại cũng không có được chăm ấy, cho nên là nó không có tươi lắm. Nhưng mà không sao ha. Nó vẫn là hoa, nó là một bông hoa xinh đẹp. Tụ số 4 nhé. Ok, tụ số 4, những cái điều tốt lành nào đang đến với các bạn. Thực ra mình đã trải bài được nửa cái tụ rồi đấy. Xong là nhìn lại thấy là mình chưa bấm quay video. Trời ơi, thế là mình phải trải bài lại. Có lẽ là những cái thông điệp cũ đấy trước trước khi mà mình trải cái tụ của các bạn ấy, nó cũng đã có những cái sự ngắt quãng so với những cái tụ khác. Thì có lẽ cái tụ này này, các bạn sẽ có một cái gì đấy, có một cái nguồn năng lượng khác với những cái tụ trước đây. Và mình khi mà trả bài cho các bạn ấy, mình cũng có một cái nguồn năng lượng khác luôn. Mình cũng cảm thấy có cái gì đấy mà nó nhanh hơn này, nó mạnh mẽ hơn này, nó có sức sống hơn này. Đấy, cho nên là mình thấy rằng là các bạn ấy, trong tụ này này, các bạn sẽ có nhiều thành công, sẽ được nhiều món quà này. Phước lành đến là các bạn sẽ có những cái điều tốt đẹp, những cái điều nó là phước lành, những cái điều tươi mới, tươi mát, những cái điều tích cực nó được đưa tới cho các bạn. Món quà này về tinh thần và vật chất luôn nha. Nó cũng có hiện hữu cái tính vật chất ở đây luôn, có giá trị luôn. Và cũng có cái món quà về tinh thần. Bạn sẽ cực kỳ may mắn về những cái vấn đề liên quan đến quà tặng này, quà cáp này, hay là những cái vấn đề liên quan đến những cái phần thưởng này, rồi là giải thưởng này, rồi là công việc mang tính thương mại này, những cái công việc mang tính giao tiếp xã hội này, mang tính cần phải hùn hợp, cần phải có cái sự cộng tác với người khác này, nó rất là rõ ràng nha. Rồi có cái niềm vui nào, phước lành nào đang đến với bạn không? Các bạn sẽ phải phải có một cái gì đấy mà nó khá là nhiều cái sự đủ ăn đủ đủ dư ấy, sao nhỉ?
bạn có của đệ, của dư của đệ chứ, của dư của đệ thì sẽ có nhiều cái người họ sẽ bắt đầu đầm thân với bạn này, bạn sẽ nhìn rõ bộ mặt họ, bạn sẽ nhìn rõ bộ mặt họ, bởi vì khi mà họ họ có cái gì á, họ không có gọi bạn, và khi bạn khó khăn á, họ cũng không không thấy giúp đỡ gì bạn, nhưng mà bây giờ bạn sẽ thấy họ đắm thân với bạn này, họ sẽ có cái gì đó bám dính lấy bạn, giữ lấy bạn này, và mình cũng thấy ở đây này sẽ có rất là nhiều những cái thông tin, những cái thông tin nào đó mà bạn sẽ được nhìn ra, nhìn rõ ra, và bây giờ con mắt của bạn rất là tinh tường nha, con mắt bạn nhìn người hơi bị chuẩn luôn đấy, bởi vì bạn đã quen biết tiếp xúc nhiều người, cho nên là thời điểm này á bạn sẽ có cái gì đó phán đoán con người rất là chính xác, đặc biệt là với những người mà họ chỉ mong muốn để mà có cái vụ lợi với bạn, làm thân với bạn theo dạng vụ lợi, và những cái người bạn tốt ấy bạn sẽ vẫn luôn nhìn ra nha, cho nên là mình thấy có một cái năng lượng nó rất là có cái sự tinh anh ở đây, khôn khéo ở đây và tinh tưởng nữa chứ, rồi những cái điều tốt lành đến với bạn nữa đó là những cái có thể là công việc nhá, liên quan đến thương mại, giao thông vận tải, hàng hải nhá, giao thông vận tải biển, rồi là hàng hải, rồi là du lịch biển, rồi là các ngành liên quan đến đánh bắt thủy hải sản, rồi những cái ngành liên quan đến giải khát, rồi là những cái gì đó mà về quán nước ấy, quán cà phê, các workshop liên quan đến cái việc biển hay là có nước, liên quan đến nước đó, rồi trồng cây thủy canh gì đó, đó như cái liên quan đến nước nước ấy, thì nó sẽ có xu hướng phát triển, đặc biệt cho tụ những bạn chọn tụ bài này ha, các bạn sẽ có nhiều thành công hơn, sẽ có nhiều vận may hơn, nhưng mà cũng sẽ có cơ hội hao hụt nhiều hơn, bởi vì bạn một bên ấy, nó là cái sự thành công của bạn nó sẽ đang liên tục tới, vận may liên tục tới, nhưng kèm theo đó cũng sẽ có những cái tiểu nhân ấy, họ nhìn ngó, họ muốn cậy khóe, họ muốn moi móc bớt đi từ bạn nha. Bạn sẽ cũng có một cái sự chi ra nào đó, nhưng mà cái sự chi ra này có vẻ như là cũng đáng đáng để mà nó có cái sự vững chắc hơn, bởi vì bạn có thể là ví dụ chi tiền thì bạn sẽ có nhà, có nhà thì sẽ kiểu cảm thấy vững yên tâm hơn để làm việc đó, để nỗ lực cố gắng hơn cho tương lai đó, thì sẽ có một cái sự chi ra nào đó về tài chính, nhưng đổi lại sẽ có cái gì đó vững chắc cho bạn nha. Ok, bạn mình thấy là bạn cũng sẽ có nhiều cái buổi hẹn họp này, hay là đầu tư cùng bạn bè này, hay là ăn ăn nhậu cùng bạn bè đó, gặp gỡ bạn bè thì bạn cũng sẽ chi tiền và cũng khá là thoáng cơ, bạn khá là thoáng, thì thành ra là mình thấy là nó cũng sẽ có một một cái giá trị nào đó được đem tới lại cho bạn, ví dụ như là tình bạn, tình nghĩa, rồi là cơ hội làm ăn này, nói chung là sẽ có cái điều tốt đẹp được quay ngược lại bạn, nhưng bạn cũng sẽ phải đầu tư ra. Những cái điều tốt đẹp đến với bạn nữa đó là bạn cũng sẽ biết chăm sóc cơ thể bản thân mình hơn, sẽ biết nghĩ cho bản thân hơn, sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái việc tài chính của mình, việc quản lý tài chính, việc chi tiêu cho bản thân, việc chăm sóc cơ thể này, bạn cũng sẽ có thời gian, có không gian hơn để bạn có thể là đầu tư cho những cái đam mê của mình, cho cái sự tò mò của mình, bạn sẽ bớt bị kiềm hãm hơn, bạn sẽ được có cái gì đó tự do khám phá thế giới của mình hơn, bạn sẽ được trải nghiệm những cái mà trước nay á bạn chỉ dám nhìn ngó, trước nay bạn bị ràng buộc bởi những cái quy chuẩn hay là những cái kỷ luật, thì bữa nay bạn sẽ có thể làm. Và mình cũng thấy rằng bạn có thể sẽ được đi nhiều nơi hơn, du lịch nhiều hơn. Một số bạn sẽ có cơ hội để chuyển công tác. Đương nhiên, chuyển công tác thì những cái điều tốt đẹp mà, thì nó sẽ đem tới cho bạn những cái cơ hội tốt đẹp nha. Và hãy cứ đón nhận, hãy cứ đón nhận lấy những cái phước lành từ nàng tiên, những nàng tiên hay là những cái vận may từ ông trời, tổ tiên, những người ở bề trên họ họ ban xuống cho bạn. Và trong 3 phần may mắn này á thì chỉ có một phần là của ơn trên ban cho bạn, còn hai phần sẽ là do bạn nỗ lực cố gắng mà có được ngày hôm nay. Vậy nên là bạn hãy biết ơn cái sự che chở của ơn trên, nhưng cũng đừng quên rằng chính bản thân bạn, bạn cũng cần biết ơn chính bản thân mình bởi cái sự nỗ lực của bản thân mình, nhưng không được ngủ quên trong chiến thắng. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư hùn hợp làm ăn, những cái đồn tốt lành đó là bạn sẽ có cơ hội để mở ra những cái job mới, những cái dự án mới, cơ hội mới để mình kiếm tiền, để mình có thể ổn định cuộc sống, để phát triển bản thân, và sẽ cũng có cơ hội để mà
Mình thấy rằng bạn có thể tham gia vào những cái lĩnh vực mới, ngành nghề mới, và có cái gì đó sẽ có cái sự hào hoa, phong nhã hơn trong cái năng lượng con người của mình. Bạn cũng sẽ có cái gì đó độc lạ hơn, bạn sẽ đầu tư được cho bản thân mình hơn. Cho nên là mình cũng thấy cái việc chi tiền ra hay là cái sự hao hụt nào đó về tài chính nó cũng khá là tốt. Những cái điều phước lành đến với bạn ấy đó chính là bạn đã biết nhìn về bản thân mình và bắt đầu tự gỡ rối được cho những cái vấn đề của cá nhân. Bạn sẽ không bị ràng buộc hay là bạn sẽ không để cho những cái vấn đề nó mang tính quy chuẩn từ người khác giới hạn bản thân mình, kiềm cập bản thân mình. Bạn sẽ có cái sự vững chắc hơn trong cái niềm tin rằng từ từ bạn có thể sẽ tháo gỡ được hết những cái khó khăn của chính bản thân bạn trong cái hành trình của bạn. Từ từ bạn sẽ có thể chinh phục được cái mức ước mơ mong muốn của mình. Từ từ bạn sẽ có thể vượt ra khỏi những cái nỗi đau, những cái sự thất bại, tổn thương trong quá khứ. Bạn sẵn sàng để đứng dậy, để bước về phía trước, thay vì là cứ ngồi đó chìm đắm bản thân mình trong tổn thương nữa. Và không hiểu sao nhá, nhưng mà từ đầu đến cuối ấy, cái tụ bài của các bạn ấy liên tục hai người gì của mình gọi mình hoài luôn ấy. Mình không hiểu luôn, lẽ là bạn luôn sẽ nhận được những cái cuộc hỏi như thế ấy, và cái thông điệp cho thấy rằng là bạn sẽ có cái gì đó mà sẽ luôn được người khác chú ý tới hay là réo gọi lên đấy. Bắt đầu bạn có cái sự được khẳng định giá trị bản thân mình, bắt đầu bạn bạn bắt đầu có cái gì đó có vị thế hơn, có cái chỗ đứng hơn, được người khác tin tưởng hơn ha. Và mình cũng thấy là sẽ có nhiều những cái thành công thành tựu nó sẽ được neo đậu lại với các bạn, nó sẽ không có nhanh bay xa bay cao nữa. Bạn sẽ từ từ phát triển công việc của mình thôi, bởi vì mình thấy cái sự phát triển về công việc của các bạn ấy nó sẽ không có một phát là nổi tiếng ầm ầm đâu, mà các bạn cần thời gian duy trì nó và cần lâu dài. Ok, hình như cái nắng ấy nó bắt đầu đến cái giờ gần trưa ấy. Mình quay cái này vào buổi sáng cho nên là nó bắt đầu chiếu ấy, nó hơi chói, các bạn thông cảm cho mình nha. Và mình cũng thấy là có lẽ là nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy rằng là cái ánh sáng của bạn ấy nó sẽ càng ngày càng rực rỡ lên, càng ngày nó càng vươn cao lên, giống như mặt trời vậy, nó sẽ từ từ nó đi đến cái đỉnh cao của nó, cái sự vuông góc nhất với trái đất. Thì càng về sau ấy, bạn càng rực rỡ, bạn càng tỏa sáng, và lần lượt ấy, tất cả những cái yếu tố về con người của bạn sẽ được mọi người nhìn thấy, mọi người biết tới. Bởi vì trước đây mình không thấy bạn khoe khoang gì, cho nên là sẽ từ từ sẽ phải cần phải thời gian để mà mọi người có thể biết về những cái điều này. Thành công, những cái phước lành đến với bạn đó chính là danh tiếng, tiền bạc, cơ hội, sự phát triển bản thân, sự khẳng định giá trị bản thân, các mối quan hệ, những cái điều may mắn, phước lành. Và tụ này mình thấy là các bạn luôn may mắn nha. Có lẽ là do các bạn sống hiền đức cho nên là luôn được ơn trên họ nhìn thấy, họ che chở. Và mình thấy là bạn sẽ liên tục thu hái này, thu hái những cái thành quả mà bạn đã làm này, thấy không? Những cái quả ngọt mà nó bắt đầu được đưa tới xuống cho bạn, nó đã bắt đầu được đến mùa thu hoạch, thì bạn bắt đầu hái được, bạn bắt đầu có cơ hội để lấy lại được cho mình những cái nỗ lực mà bạn đã bỏ ra từ trước tới nay. Tất cả đều là nhờ công sức của bạn. Bạn đã hành động rất là nhiều và mình thấy là bạn không ngừng hành động. Trong thời gian tới này bạn cũng sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc, nỗ lực hành động nha, chứ không thấy ngừng nghỉ lại. Ngoài ra cái hình ảnh ba gậy này á, thì mình cũng thấy là thực ra ấy, bây giờ bạn sẵn sàng hành động rồi, bạn không còn phải mò đường nữa. Bạn đã biết là dẫu phía trước ấy nó có mịt mờ thì bạn cũng sẵn sàng lướt cái tấm ván của mình tới cái mục tiêu đó, và không cần phải cầm theo ngọn đuốc để dò đường trước nữa. Bạn sẵn sàng để mà mình trải nghiệm trong bóng tối, sẵn sàng để mà mình không có một cái điều gì đó, một con người nào đó, một tổ chức nào đó, hay là một một cơ hội, một cái nền tảng nào đó để hỗ trợ bạn, mà bạn sẽ tự mình đi lên, tự mình nỗ lực xây dựng được cho bản thân mình. Cái nỗ lực của bạn vô cùng tốt. Ở đây tụi này mình cũng thấy rằng các bạn có cái sự tin vào bản thân mình. Cái điều tốt lành đến với bạn đó chính là tìm lại được cái niềm tin cho chính bản thân mình. Ngoài ra ấy, bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái người cũ này, người bạn cũ, người yêu, người gì đó, qua mối quan hệ cũ, họ quay về, họ họ nói chuyện lại với bạn, họ hỏi thăm lại bạn ha. Về mục đích của họ ấy, thì mình cũng thấy là có cả tốt cả xấu. Đó là về việc là họ thấy bạn thành công và họ muốn thấy thân thấy sang bắt quàng làm họ.
Cũng có những người họ muốn hỏi thăm lại bạn, họ muốn xem bạn phát triển như thế nào rồi, và họ thấy rằng bây giờ bạn đã phát triển rất là tốt và bạn khác xưa lắm. Bạn khác xưa nhiều lắm. Cho nên là qua cái hành trình họ đi cùng bạn, thực ra gọi là đi cùng bạn nhưng thực ra là họ làm việc họ, họ sống cuộc đời họ, bạn làm việc bạn và sống cuộc đời bạn. À, nhưng họ nhìn lại bạn bây giờ, bạn cực kỳ thành công, bạn cực kỳ tỏa sáng. Vì thành ra là mình thấy rằng có một cái năng lượng cho thấy cái việc là bắt đầu mọi người thấy được là bạn đang ở tầm cao. Họ khó với được, làm sao để được như bạn. Bạn thật là kỳ diệu. À, tại sao bạn có thể có được cái sự chiến thắng này? Tại sao bạn có được cái thành công này? Đó, tức là bạn đã làm gì? Sao mà bạn giỏi dữ vậy? Bạn sẽ bắt đầu trở thành cái sự bàn tán, cái gì nhỉ? Cái chủ đề bàn tán cho mọi người, và đều là mọi người khen ngợi bạn, công nhận giá trị của bạn, năng lực của bạn, và họ cũng thấy rằng bây giờ con người bạn thật là tự tin, thoải mái, tỏa sáng. Bạn hay cười nhiều hơn, và bạn có nhiều những cái mà người ta chỉ biết ước hơn. Đấy, thành ra là cũng sẽ có những cái năng lượng ganh tị với bạn bởi những cái điều mà bạn có thể sẽ đạt được thời gian tới này nha. Rồi, những cái điều tốt lành nữa đến với bạn đó là mình thấy rằng là sẽ có một cái sự nào đó bền bỉ lâu dài, tức là cái mối quan hệ nào đó, đó là tình bạn ha. Có thể tình bạn này với bạn thân của bạn, nhưng mà cũng có thể tình bạn này với cha mẹ, tình bạn này với anh chị em trong nhà, thì nó được coi là tình bạn rất là tri kỷ thắm thiết. Thì các bạn có thể sẽ cùng nhau làm một cái gì đó, cùng hợp tác làm ăn gì đấy, hay là sẽ bày kế cho nhau làm ăn làm việc gì đấy ha. Sẽ có cơ hội để phát triển và gắn kết tình bạn hơn. Tuy nhiên đôi khi thì nó cũng hơi kiểu trái dấu nhau, không hợp ý nhau, nhưng không sao, các bạn vẫn song hành cùng nhau đã rất là lâu rồi. Và cũng một phần nhờ cái sự song hành động viên này của người bạn này mà ngày hôm nay bạn mới đứng vững được, bạn mới trụ được, và bạn mới có cơ hội để mà mình tỏa sáng một cách mà vượt trên tất cả những hoài nghi, những cái sự do dự, những cái sự không tin tưởng của người khác. Bạn đã làm được bởi chính bản thân bạn. Nó là bởi vì bạn có được cái sự đồng hành một phần của người này, và bạn cùng với sự nỗ lực của bạn. Mình đã nói rồi, trong 3 phần của may mắn thì 2 phần là do bạn, 1 phần là do ơn trên. Vậy nên là bản thân bạn cũng đã có những cái quyết định rất là chính xác, rất là tinh anh, thì hôm nay bạn mới có được thành công. Tụ này mình thấy các bạn vẫn giữ được một chút nào đó cái sự thơ ngây, cái sự mình thấy là thú vị, dễ thương, lãng mạn trong mình. Và chính vì cái điều này á, thì dần dần ấy, dẫu có đi qua bao nhiêu cái sự thăng trầm, khó khăn, thử thách, dẫu có từ trong bóng tối hay ra đến ánh sáng, thì bạn vẫn cứ rực rỡ, bạn cứ dần tỏa sáng, bạn cứ cứ vẫn giữ được cái năng lượng thuần khiết trong mình, thì nó vẫn có thể cho thấy rằng cái con người bạn vốn dĩ không hề mất đi, cái sự tốt đẹp, tinh khiết, thuần khiết từ bên trong linh hồn của bạn không hề mất đi. Mà thay vào đó là bạn càng ngày càng nỗ lực hơn, càng trải nghiệm hơn, bạn càng chín chắn trưởng thành hơn, dám nghĩ, dám làm hơn. Tụi này mình cũng thấy có một cái năng lượng mà tính rất là có xu hướng bảo vệ. Cho nên là tất cả những cái nỗ lực của bạn ngày hôm nay ấy, cũng là một phần muốn người khác có thể dựa được vào bạn. Người khác mỗi khi mà có khó khăn gì ấy thì bản thân bạn có thể giúp đỡ được họ, có thể hỗ trợ được họ. Nên là bạn cũng nó cũng là một yếu tố để bạn nỗ lực làm việc, học tập như hôm nay. Những cái điều tốt lành sẽ đến là cuộc sống mở ra chương mới. Cái điều tốt lành đến chính là bản thân bạn kiểm soát được những cái vấn đề của mình, tự giải quyết được vấn đề của mình, mạnh mẽ, tự tin đứng trên đôi chân của mình, vượt trên tất cả những hoài nghi, định kiến, để ngày hôm nay bạn có thể vươn ra ngoài biển khơi, bạn tự tin để thu gặt lấy những cái thành quả của mình do chính bản thân bạn. Đương nhiên nó còn có cái sự hỗ trợ từ ơn trên này, từ những người xung quanh yêu thương bạn một cách âm thầm lặng lẽ, nhưng nó cũng là cái sự nỗ lực của cá nhân. Mình cảm thấy rất là tự hào ấy, tự hào. Bởi vì cái năng lượng này có lẽ là đến từ những người thân yêu của bạn. Họ rất là tự hào về bạn, mình cũng rất là tự hào về bạn, và ơn trên cũng rất là tự hào về cái sự nỗ lực, về những cái sự cố gắng của bạn ngày hôm nay. Mình sẽ rút thêm thông điệp cho các bạn nhé. Tụ này mình không thấy có nhắc gì về tình cảm, mình chỉ thấy là cái
cái sự thành công, cái điều tốt lành đến với bạn ấy, đó là những cái điều liên quan đến công việc. Tất cả những cái sự mệt mỏi, khó khăn, thử thách ấy, nó được rửa trôi, nó được rửa trôi, và rồi ấy, thì bạn đang xuôi theo dòng, bạn đang được cho bản thân mình đắm chìm trong sự thực của mình, bạn được có cái khoảnh khắc bình yên cho chính bản thân bạn, bạn tạo ra những cái điều kỳ diệu với chính bản thân bạn, và những cái miền đất mà bạn muốn đến, những cái nơi mà bạn cần, nơi mà nó thuộc về bạn, bạn đang khám phá ra nó, bạn đang có những cái sự dẫn đường từ những cái điều kỳ diệu nhất từ cầu vồng. Hình ảnh cầu vồng luôn là hình ảnh của những phép màu, những cái điều kỳ diệu nó đang được đưa tới cho bạn. Và kể cả bây giờ ấy, bạn có đang ở trong cái làn sương mờ, bạn bạn có thực sự là chưa nhìn rõ mọi thứ ấy, thì mình cũng thấy là bạn đã biết cách relax, bạn đã biết cách nghỉ ngơi ha, và bạn biết cách chờ thời cơ, bạn biết cách để mà mình bình tâm trong những cái lúc sóng gió, bạn biết cách để mà mình có thể tĩnh lặng khi mọi thứ không thuận theo ý mình. Đấy, thì mình rất là cảm thấy rằng bạn chính vì đã biết biết cách sẽ là giữ vững được cái năng lượng tích cực của mình khi mà mọi thứ chưa rõ ràng, và ngay khi có cơ hội bạn biết cách để nắm bắt lấy, bạn biết cách để thoái lưu đi, tháo ra đi những cái niềm đau khổ mệt mỏi, chỉ tập trung vào cái mục tiêu của mình, chỉ duy nhất xác định cái mục tiêu và tập trung vào nó, nhìn nhận vào nó, và cuối cùng là bạn sẽ bắt đầu có được những cái thành công. Và lời khuyên ở đây chính là bạn hãy cứ tiếp tục tĩnh lặng, giữ cái sự tĩnh lặng của mình khi mà có những cái sự thử thách hay là những cái điều không may, không thuận ý nó tới, rồi mọi thứ nó sẽ lại quay lại quỹ đạo của nó, rồi mọi thứ lại rực rỡ, lại sáng tỏ cho bạn. Và hãy cho mình mở rộng hơn cái tầm mắt của mình về cái mục tiêu của mình. Không chỉ là bạn có duy nhất một con đường bạn sẽ đi đến cái mục tiêu đó, bạn còn có thể tạo ra rất là nhiều đường vòng để có thể đến được cái mục tiêu mà bạn mong muốn, và có thể cái thành công nó lớn hơn bạn nghĩ nhiều. Bạn có được những cái thành công về cái mục tiêu mà bạn mong muốn ấy, nó có thể rộng lớn và nó có thể đa dạng hơn nhiều. Vậy nên là cái mục tiêu của bạn nhìn thấy nó chỉ là một, còn những cái mà bạn có thể đạt được ấy, nó là 5, nó là 6, nó là 7, nó là 10. Vậy nên là hãy mở rộng cái tâm trí của mình ra, cho mình đón nhận những cái phép màu, cho mình tiếp tục buông bỏ những cái rào cản về mặt tâm lý, những cái điều không tốt đẹp ở trong cuộc sống của mình xuống, để tiếp tục bước đi trên cái con đường của mình, tự giải hoa cho cái hành trình của mình, tự khai hoang cho cái hành trình của mình, tự mở đường cho con đường tới thành công của mình. Không cần ai phải giải hoa hồng sẵn, giải thảm đỏ sẵn để mình bước đi đến cái thành công một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Hãy tự là chính bản thân mình làm ra cái điều đó ha, bạn sẽ làm được, và bạn đang trên cái hành trình làm được cái điều đó rồi. Vậy nên cần cần thêm cái sức bền của bạn cho một cái khoảng thời gian nữa, bạn hoàn toàn có cơ hội để đạt được mà. Và mình cũng thấy rằng là tụ này á, các bạn có một cái niềm tin vào bản thân, đấy là cái điều tốt. Xong bởi vì mình thấy các bạn làm việc liên tục và các bạn luôn có cái gì đó, một mình thấy ra là bạn tin vào bản thân mình nhiều. Vậy thì hãy để cho bạn bè giúp bạn, hãy để cho cái nguồn năng lượng của bản thân mình đừng đừng có vượt cao quá, đừng để cho nó trở thành cái sự độc đoán, cái sự bảo thủ, cái sự cứng đầu, mà mình cũng cần lắng nghe cái lời khuyên hay là cái sự góp ý từ những người xung quanh. Mình cũng cần đồng đội, hãy cũng cần cho mình thời gian mình nghỉ ngơi, mình thư giãn, mình giữ cái sự tĩnh lặng trong mình, cũng không cần phải quá là áp lực hay là quá là không không tin người khác, đa nghi về người khác. Hãy để cho những cái mối quan hệ về những người bạn cũ, về những mối quan hệ cũ mà họ tìm về bạn ấy, có cơ hội để mà họ có thể là kết nối với bạn nhé. Có một cái điều gì đó mà có lẽ là bạn sẽ có cơ hội học những cái bài học với họ ha. Hãy cho họ tiếp xúc kết nối với bạn, và deception, cái sự đeo mặt nạ, có thể bài học sẽ là liên quan đến cái sự đeo mặt nạ, hay là sẽ có một cái điều gì đó mà được thổ lộ ra ha. Ở đây cũng có express love, bạn có thể sẽ nhận được cái lời tỏ tình, và bạn cũng có cơ hội để mà mình thể hiện tình yêu của mình ra với người khác. Vậy nên là hãy cứ cởi mở đón nhận, và rồi hãy cứ sàng lọc
những cái đối tượng, những cái điều phù hợp với bạn. Còn những đối tượng, những điều không phù hợp, bạn có thể gạt bỏ nó qua một bên và tiếp tục tập trung cho hành trình của mình một cách thông thái, thông minh, duy trì cái năng lượng này để có thể tiếp tục đạt được cái thành công ở mức tối đa nhất nha. Rồi, ok, đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ số 4. Cảm ơn tụ số 4 rất là nhiều luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu mà các bạn muốn có trải bài riêng, có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nha. Bye bye mọi người.